sáng thì mỗi cặp huấn luyện viên sẽ lần lượt chọn ra hai cặp thí sinh để thi đối kháng với nhau. Và sau khi mà tất cả các cặp thí sinh đã đối kháng với nhau rồi thì họ sẽ đưa ra quyết định của mình bằng cách là nhấn vào ba nút tín hiệu trên ghế nóng. Và nếu như cặp huấn luyện viên nhấn vào nút màu đỏ thì thôi rồi đó, cặp song ca đó coi như là phải ra về. Còn nếu như huấn luyện viên nhấn vào nút màu xanh thì cặp song ca đó sẽ vui mừng bước tiếp vào vòng trong. Và nếu như huấn luyện viên nhấn nút màu vàng có nghĩa là cặp song ca đó sẽ lọt vào top nguy hiểm, thể hiện một ca khúc mà mình yêu thích nhất để thuyết phục huấn luyện viên lựa chọn mình trong vòng cơ hội cuối cùng. Và đến với vòng nguy hiểm này thì các cặp song ca phải đối diện với rất nhiều tình huống xảy ra. Chẳng hạn như họ sẽ nắm tay nhau để bước tiếp vào vòng trong, hoặc là cùng nắm tay nhau đi ra về, hoặc một trong hai người sẽ được chọn để kết đôi với lại một thí sinh khác, tạo thành một cặp song ca hoàn toàn khác. Ngay bây giờ sẽ là thời điểm thi đối kháng của đội anh Bơ Đăng Trường và chị Tư Công Ly. Chúng ta sẽ cùng đến với cặp đôi thí sinh đầu tiên. Hai cặp đôi song ca đầu tiên của đội huấn luyện viên Đăng Trường và Cẩm Ly cùng nhau đối kháng sẽ là Cao Hoàng Nghi, Nguyễn Văn Hương và Huỳnh Thanh Vinh, Trần Thị Hồng Nhung. Lần hai hát không tình rồi nè. Sao anh ơ đành quên bao lời tha thiết mong chờ. Trường với Ly mà chọn hai cặp này cứ nghĩ là với dòng nhạc bolero thì trong nhóm cũng có hai bạn hát có thể là gần như là ok, nhưng mà rốt cuộc khi huấn luyện cũng mất nhiều thời gian. Quên lối đi mà nay nằm im đó. Sao mà nó gò quá, nhạc tình mà không thấy tình cảm xíu nào hết trơn. Thấy tụi em chưa được thoải mái lắm. Thật sự là bị gò. Ở trong cái khán phòng này hình như chỉ có vài người thôi. Vài người mà để mà hát chơi như vậy thì mình sẽ rất là thoải mái, chẳng bị tâm lý áp lực gì hết. Mà tụi em không còn được thoải mái, huống chi là sắp sửa chuẩn bị thi. Còn đâu nữa mà mong. Như là em chậm hết một vài chữ cái nó bị tụt lại, cái câu sau em nhảy không kịp cái câu còn đâu nữa mà mong á. Đó, coi chừng nha. Dùng hát cũng căng. Đúng rồi. Căng, hát cứ nấc từng chữ nó vỡ ra hết trơn á, cho nên là rất là khó chịu, phải chỉ hướng dẫn cho Nhung rất là nhiều. Hy vọng là các bạn phải ổn định tâm lý, giữ sức khỏe, tại vì các bạn vẫn còn hơi bị gì đó nhát nhát, không phải hay biết là do gặp hai đứa mình hay sao á. Hy vọng là khi thi thi thì các bạn sẽ diễn tốt hơn. Thì được chị Cẩm Ly với anh Đăng Trường sửa lại những cái nhược điểm và cái khuyết điểm của Hồng Nhung cũng như Thanh Vinh, thì hai anh em sẽ cố gắng trao dồi và tiếp thu những ý kiến đó của hai anh chị và làm tốt trong vòng đấu kháng này để có thể đối đầu lại hai bạn kia. Và có một điều thú vị là ở vòng thi tiếp theo này thì cả bốn chúng tôi sẽ cùng thể hiện một bài mashup, một liên khúc trữ tình rất là thú vị. Chúng bốn tôi vừa trên cương vị sẽ hỗ trợ nhau để thực hiện tốt ca khúc này, vừa là đối thủ của nhau. Và rất là hy vọng mình và Nghi cũng như cặp còn lại sẽ phối hợp ăn ý trên cái bài mashup của huấn luyện viên đưa ra. Và quý vị hãy chờ xem bài mashup này nhé. Còn thơ đi học chung cùng giờ, nhạt hoa đem cho nhau khi vào thơ, đêm đầu tay mà chờ. Thời gian trôi qua mau không ngừng đâu, mỗi mùa hoa phượng đầu, tiếng ve kêu gợi sầu, phút chia tay sầu sầu, tiếng thương riêng mình biết, hoặc tìm trong mắt nhau. Rồi khi yêu thương đi vào tuổi xanh, đất trời vui chuyện mình. Tình tôi mang tâm tư như tình anh, ước vọng giao mộng. Thời gian cho qua mau không ngừng đâu,
đâu những buồn vui ngày đầu, phút chia tay dầu dầu chỉ riêng chìm ngủ hoặc tim trong giấc mai. Ai mang nhiều tha thiết, thêm nhiều luyến tiếc mới thấy đậm đà bấy. Trong mơ mong sao duyên kiếp đổ về nơi bên xưa, nhưng ưu lam chức nữ vẫn đợi chờ trong gió mưa. Sao anh nỡ đành quên bao lời tha thiết mong chờ, sao anh nỡ đành quên chuyện tình đẹp như em nỡ đành quên áng mây chiều nghiêng nghiêng bóng những con đường quen lối đi mà nay nằm im đó. Sao anh nỡ đành quên kỷ niệm tha thiết êm đềm, sao anh nỡ đành quên cho lòng này đau xót thêm. Sao em nỡ đành quên lúc đi về ai đưa đón, buồn ai đến thăm còn đâu nữa mà mong. Nỡ đành quên sao anh giữ ấm ngày xưa còn đó. Thời gian không làm sao xóa bao lần tay xiết trong tay nhìn anh em khẽ vào anh đừng xa vắng em. Sao anh nỡ đành quên kỷ niệm xưa vui ban đầu, sao anh nỡ đành quên khi tình em đã chót trao. Em ơi nếu một mai có ai hỏi người bên ấy biết nói gì đây hỡi em. Mà anh nỡ đành quên dù nguyên do đâu duyên không thành đôi, những buồn vui cuộc đời nói sao cho cạn lời. Nhớ thương lâu dần vơi dấu trong tim chuyện cũ gửi vào mây gió chuyện cũ gửi vào mây gió trôi. Xin chúc mừng một tiết mục rất dễ thương. Đây những cái hình ảnh của học trò, những cái gì đó lãng mạn và nhẹ nhàng nhất. Đối với anh nhé, trong cái liên khúc với hai ca khúc kỷ niệm là buồn và bài hát Sao nỡ đành quên, thì cái ca khúc đầu tiên đó là một ca khúc vô cùng là khó. Nó không phải là một ca khúc đơn giản để dễ chuyển tải đâu. Ngay cả những người hát nhạc trữ tình thường xuyên cũng phải hết sức là e dè tại những cái nút thăng, nút giáng, hoặc là nó nằm accord không đoán được của một giai điệu rất đặc biệt của bài hát này. Nó không phải đơn giản như những bài hát mà chúng ta hát, người ta thấy hát nhiều thường xuyên đó. Cho nên là nó phải cần một cái sự chuẩn xác kinh khủng để dẫn người ta nghe đi thẳng vào trong bài hát liền đó. Ngay cả bản thân anh còn chưa dám hát với bài hát đó cơ. Trong cái phần biểu diễn này thì bắt đầu từ bài Sao em nỡ đành quên thì các em mới thực sự mặc đúng cái áo của mình. Còn trước đó thì chỉ có một mình Hương là có thể đảm đương đọc nổi hết tất cả cả hai bài hát. Tại vì anh vẫn đánh giá Hương là một người có khả năng cao nhất về cái dòng nhạc này.
cho tới khi bước qua bài thứ hai là càng về sau tụi em càng tìm thấy chính mình rất là rõ ràng hơn. Riêng em gái, cái giọng nhạc này nó trong giọng của em nó lại có một chút xíu âm hưởng của những người miền Bắc rất là nhiều. Khi em thể hiện đó, nó lại làm cho người ta vừa thấy lạ lạ, thấy quen quen. Có thể là người yêu nhạc xưa lâu năm họ sẽ cảm thấy lạ. Đấy, anh nghĩ là nếu em quyết định đi con đường này hay chọn giọng nào thì phải nghiên cứu kỹ và phải có cái hơi thở, cái rung và cái ngân hoặc cái xuống bỏ nhỏ thật là miền Nam thì nó mới ra được cái chất của nó. Thế nha. Em cảm ơn anh nhiều ạ. Nhung, chị rất là thích em, cái nụ cười và cái áo dài trắng của em bước ra ngay từ lúc đầu rất là dễ thương, đúng như cái bài hát này. Em cũng đồng ý với lại anh Hưng luôn, là Hương hát bài đầu á, nghe rất là tốt. Nếu mà cho chị nói là trong ba bạn trai thì chị thấy là Hương là nổi trội nhất. Hương hát chuẩn hơn hai bạn kia và hát tròn vành rõ chữ, rất là rõ. Còn lại là Nghi cũng hay bị nuốt á, nuốt cái âm vô trong họng á, hát không có nghe ra rõ, là chị thấy Nghi bị cái đó và cũng có đôi lúc trong trên luôn. Và sau cái bài hát thứ hai, từ bắt đầu tới điệp khúc lên á, thì các bạn đã bắt đầu giữ vững lại cái tinh thần và đã ao cái bài hát rất là tốt đẹp. Thì chúc mừng các em. Em cảm ơn chị. Có ai biết mình bị lỗi gì không? Dạ em biết. Nghi, chị đã nói từ đầu em không có tự tin. Tập suốt thì em đã đỡ hơn, như hôm nay vì một phút và coi như là em bị áp lực đi, em căng thẳng thì đúng hơn, thế là em quên ngay cái lời. Thì Vinh được một cái là Vinh biết và Vinh đã chị đã căn dặn, nếu mà đã bỏ quá một đoạn thì tụi em phải biết là nhảy vào để cho cái bài nó trọn vẹn. Nhưng mà lúc đó là tại vì em quên, là em quên cả luôn cái lời, cho nên là hai người lại cái lời lại lệch với nhau, cho nên là nó lại không ổn. Và chị biết nếu mà em chỉ cần khi mà em thi, em hát mà khi em quên một tí xíu lời là em đã bấn loạn lên rồi, huống chi em thi thì cái áp lực nó càng nặng hơn. Ly ơi, đừng có chửi mấy em, nó tội nghiệp lắm. Không phải là chửi, cái này là mình nói, tại vì cái này nó rất là rõ ràng, em hiểu không? Ông nói là đánh đi đó. Quánh nó, đừng có chửi. Nói vậy thôi chứ, nói vậy là được rồi, đánh chứ ghê quá thương, nè chả nè. Dễ xúi dễ sợ không, chia rẽ nội bộ quá. Thì mình quên là những phần sau là rối loạn là mình sẽ quên ngay. Nhưng mà hơn là lúc sau em lại ổn định, em hát tốt được cái phần sau. Đó là đi vẫn là trơn tru vào cái phần sau. Nhưng mà nên nhớ em, giống như hồi nãy chị Tuyết nói em nuốt chữ là tại sao? Lúc em tập chị nói em mở khẩu hình ra. Tại vì em hát em cứ siết là như thế này, cái âm nó không ra rõ, em hiểu không? Nhưng mà em được cái sao biết không? Ai cũng phải thừa nhận em rất là có cái vóc dáng rất là sáng, sân khấu rất là đẹp. Cho nên những cái đó mình được cái này thì mình phải khắc phục cái khác nữa để cho nó tốt hơn. Còn Vinh thì được một cái là khen, một cái là em biết hỗ trợ cho bạn liền. Nhưng mà cũng phải cẩn thận hơn ở cái những đầu tăng của những cái nốt đầu tiên của câu mình hát nha. Lúc tập á, thì tụi em làm rất là tốt. Mà khi mà trình diễn ngày hôm nay thì anh lại thấy là các em làm không có tốt. Các em nên nhớ rằng là các em phải có niềm đam mê thật là mãnh liệt mới bước ra sân khấu để mà đi thi. Nếu mà đi thi mà sợ sệt á thì các em đừng nên đi thi. Tại vì căng quá vậy. Áp lực á, áp lực ai cũng có. Đúng. Ngay cả Đan Trường đi hát 20 năm rồi bước lên sân khấu vẫn bị áp lực. Nhưng đừng bao giờ sợ sệt. Các bạn phải xem sân khấu như là hơi thở của mình. Được đứng lên sân khấu là được thở. Và tôi sẽ hát cho mọi người nghe. Tôi sẽ làm được điều đó, tôi sẽ chứng minh. Chứ nếu mình hát xong rồi nói, ơi, mới hát xong rồi khỏe quá, giống như là mình đang trả bài vậy, thì không bao giờ mình thành công được. Nên cái điều đó các em đừng tạo áp lực cho mình. Nhất là bạn Nghi, vô tình bạn Nghi quên cái đoạn đó mà kéo tinh thần cái đội mình xuống, làm cho kể từ đó về sau nó hơi bị chệch choạc rồi, quên rồi, nói chung là nhiều thứ xảy ra lắm. Chứ tụi em khi mà thể hiện đúng tinh thần của mình là tụi em làm được gấp đôi, chứ không phải là 50% ngày hôm nay. Anh phải nói là rất là tiếc, nhưng mà dù sao các em cũng đã cố gắng. Trong lúc mình bị xảy ra như vậy, nhưng mà tụi em vẫn nâng đỡ hỗ trợ lên nhau để mà cứu chữa cái sai sót của mình. Và lần nữa anh cũng cảm ơn tất cả bốn bạn. Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Nói gì thì nói, hôm nay tụi em cũng có một tiết mục rất là dễ thương. Thấy không, rất là nữ sinh không? Ly xin tất cả quý vị khán giả đã dành cho bốn bạn một tràng pháo tay được không ạ? Cảm ơn các em. Sáu vị huấn luyện viên cũng như là toàn thể quý vị khán giả.
Nguyễn Duy Khánh, Nguyễn Linh Trúc Lai và Bùi Thị Thúy, Trần Hữu Tuấn sẽ cùng đối kháng với nhau. Để có được những phút giây tỏa sáng trên sân khấu, bốn thí sinh đã được các huấn luyện viên chỉ bảo rất nhiệt tình. Cảm xúc của chúng tôi rất là vui và hạnh phúc khi vượt qua được vòng lộ diện và được về với đội của anh Đan Trường và chị Cẩm Ly. Vì đây là một cặp đôi mà chúng tôi từng yêu mến và ngưỡng mộ rất là lâu. Điều đó giống như là một giấc mơ đối với chúng tôi vậy. Đối với Duy Khánh thì Khánh là một người rất là ít kinh nghiệm trong các cuộc thi. Trong suốt khoảng thời gian vừa qua, Duy Khánh và Trúc Lai được hai anh chị chỉ dạy rất là nhiều điều. Trong ca hát cũng như là phong cách biểu diễn, Duy Khánh và Trúc Lai đang ngày càng hòa quyện với nhau hơn. Và bây giờ đây hai đứa mình đã tự tin trình diễn cho quý vị. Đối thủ lần này của Thúy và Tuấn là cặp đôi Trúc Lai và Duy Khánh. Đối với Thúy thì Lai là một người em, một người bạn rất là thân thiết, mà từ đó hai chị em rất là hiểu nhau. Lai là một cô bé khá là cá tính, nhanh nhạy, một giọng hát truyền cảm mượt mà. Đối đầu với chị Thúy và anh Tuấn thì có một cái sự chênh lệch về kỹ thuật và chuyên môn. Nhưng đây cũng là một cái niềm động lực, một cái sự cố gắng để cho hai đứa mình sẽ phấn đấu nhiều hơn, tập luyện nhiều hơn để mà vượt qua được cái vòng này. Đối với Duy Khánh, Tuấn cảm thấy đây là một chàng trai rất là hiền lành và hòa đồng. Giọng hát của Duy Khánh thì đó là một giọng hát rất bản năng. Dù cho đối thủ là ai thì chúng tôi vẫn tin chắc vòng này chúng tôi có thể giành chiến thắng và có thể vượt qua được hai đối thủ này một cách rất là ngoạn mục. Hai người gái là Thúy với Lai biết thử gì không? Dạ biết. Biết cái gì? Biết cái gì? Dạ lúc cái tự bến xưa. Bị gì? Bị không khớp với nhau ạ. Không đều. Hát đôi với nhau là phải khớp. Mà nếu mà muốn như vậy á thì câu nào em hát đơn thì khác, mà khi nào câu nào em hát đôi, mình ăn gian, mình phải nhìn nhau để miệng mình nó sẽ khớp nhau, không thôi mình hát nó bị so le không hay. Bạn Thúy với bạn Tuấn là khi biểu diễn phải nói rất là tình cảm với nhau, mặc dầu là chỉ là tập thôi đó. Khánh với Lai đó là phải giải tỏa để cho mình thoải mái, tại mình hát với nhau mà khó chịu một người cảm thấy không thoải mái lắm thì nó không hay. Nói chung là tụi em hôm nay là tương đối là chị thấy là tốt, hát tốt bài hát này á. Thật sự mới đầu thì khi chọn vào hát thì cũng lo lắm vì sợ là hai cặp sẽ không được hòa quyện với nhau, nhất là hai cái trường phái khác nhau đúng không? Nhưng mà khi mà tập tành rồi qua sự hướng dẫn của Trường và Ly thì hai cặp dần dần khắc phục được và gần như là hòa quyện với nhau. Và Đăng Trường hy vọng rằng là bốn bạn sẽ thể hiện thành công trong các phần thi lần này. Hãy subscribe.
nghe đu đưa mấy nhịp cầu tre làng mê băng qua kinh nối tình miền quê buồn vui dân trong làng ra nghỉ chưa lặng mà nghe ai hát đêm Tuấn. Chị khen tiết mục này là tụi em đã thể hiện đúng cái tinh thần cái bài hát là đang đi một giống như đi lễ hội đó, rất là vui, rất là nhất là Thúy lúc nào trên miệng cũng nở một cái nụ cười thật là tươi, như là xung quanh mình toàn là hoa, là bướm là này nọ. Thúy với lại Tuấn á có một cái chất giọng á nó rất là ăn microphone, rất là sắc, rất là bén, cho nên đây là một đối thủ rất là nặng ký cho Lai và Khánh. Không riêng Lai với Khánh đâu mà nặng ký cho cả anh và em rồi đấy. Đấy. Chị nói ở đây không có nghĩa là Lai và Khánh hát không hay bài hát này, nhưng mà em đang đối đầu với một cái cặp, chị phải nói rằng là có một cái lối trình diễn và có một cái chất giọng rất là đặc biệt và rất là sắc bén. Cho nên nếu mà cho phép chị chọn thì có lẽ trong tiết mục này chị đành chọn Thúy và Tuấn. Xin cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Hôm nay phải xác nhận nha, là Thúy đẹp hơn nhiều lắm. Thay đổi, em cứ giữ nụ cười như vậy đen sẽ khác hẳn liền. Anh nghĩ đây là một trong những cái một cái bài mà nó quá quen thuộc với tụi em, một cái sở trường tụi em thò tay vào túi lấy ra ngay một món quà gì đó để trao cho khán giả rất dễ dàng. Tại vì anh cũng đã điều tra lý lịch của hai em rồi. Tuấn Thúy có một cái chiến tích rất là khủng khiếp, đã từng chiến thắng rất nhiều những giải thưởng khác nhau, các cuộc thi truyền hình, cuộc thi lớn. Nhưng mà hai em Lai, Khánh bước ra cũng không hề để cho mình thấy một sự thua thiệt nào cả. Mặc dù là có bắt vô một câu nó hơi lạng xí. Không, Vũ nghĩ cái lý do mà bị lạng xí là tại vì bạn là nói giọng miền Nam, còn cái bài hát là đang phát âm theo kiểu miền Bắc, cho nên là không sao, một nghệ sĩ chuyên nghiệp là phải hát được Bắc cả Nam đó, cho nên là có thể là mình đang phấn khởi quá đó, nên là quan trọng nhất cái này kinh nghiệm là tụi em thấy bạn mình hát đó, mình phải có một cái chất giọng mà cái vài câu ở trong họng mình là sẵn liền, đặt là dính liền lập tức luôn. Đó là cách anh vẫn hay chỉ cho các học trò của anh là như vậy, để khi mình bước ra không có một người nào nói mình được cái gì hết đó. Nhưng mà một cái bài hát về trang phục này, hình ảnh là kể cả hòa thanh cũng vậy nữa, nó rất là dễ thương. Chúc mừng tụi em.
Cảm ơn anh rất là nhiều. Đối với anh thì là bốn bạn thì có thể nói là ngang tài ngang sức. Nếu mà xét về chi tiết thì là với một ca khúc nhưng mà hai đội là hai cái màu khác nhau, một màu rất là đầy kỹ thuật, rất là chuyên nghiệp, một bên thì là giản dị, mộc mạc nhưng mà rất là tình cảm. Đối với anh thì cảm thấy hai đội ngang nhau. Anh xét về đội bạn Lai và bạn Khánh thì anh cũng rất là bất ngờ khi mà bạn Lai với dòng nhạc mà đầu em hát là thể hiện dòng nhạc dân ca, nhưng khi em hát qua dòng nhạc với có miền Bắc Bộ thì em thể hiện rất là khá, rất là tốt, anh cũng rất là bất ngờ. Và ngày hôm nay thì là khi tập thì anh rất là lo cho bạn Khánh, nhưng mà khi trình diễn trong ngày hôm nay thì anh một phần nào cảm thấy an tâm vì bạn Khánh có thể bỏ bớt áp lực hoặc là run sợ gì đó mà bạn Khánh làm tốt hơn trong những lần tập. Lần nữa anh chúc mừng bốn bạn. Xin cảm ơn anh rất nhiều. Đây là một cái tiết mục mà thật sự rằng khi mà tập á là chị Ly đã thích rồi, tại vì cái tiết tấu của nó tuy rằng nó là nhạc quê hương nhưng mà một tiết tấu rất là vui, thấy rất rõ cái không khí lễ hội vui qua cái bài Thuyền Hoa cũng như là bài Mấy Nhịp Cầu Tre. Tiết mục hôm nay chị thật sự chị rất là hài lòng. Xin cảm ơn chị rất là nhiều. Quý vị và các bạn đã sẵn sàng cho những phần biểu diễn vô cùng hấp dẫn tiếp theo. Ngày tình đã hết thôi thì bước đi, giờ còn lại gì trong ngày xa vút nhưng vỡ nát khi yêu thương nay đã khô cạn. Đừng rời khỏi màn hình quý vị nhé, Tuy Đến Song Ca sẽ trở lại với những tiết mục bùng nổ hơn nữa. Hai cặp đôi đối kháng tiếp theo, Trường Phú Hiển, Phùng Khánh Linh và Trường Thị Thủy Tiên, Nguyễn Tài, hãy cùng xem các bạn ấy luyện tập cho phần thi của mình như thế nào nhé. Vòng trước thì hát một cái thể loại nhạc nhanh mà trẻ rồi ạ. Thì vòng này bọn em muốn hát cái gì nhẹ nhàng hơn. Thế bọn em đang phân vân giữa chọn một bài hát của nhạc Trịnh Công Sơn ấy. Bài gì? Bài Cát Bụi ạ. Chính là bài gì nữa? Bài Cát Bụi. Thì em thấy bài Cát Bụi nó không có đủ đất để mình làm phô diễn gì, hả? Làm gì à, vậy chứ theo em vậy em có bài gì giờ Linh có ý kiến ví dụ bài mà đó? Bài Riêng Một Góc Trời, bài đó có nó có nhiều, nó có nhiều đất. Thì mày học lời. Thử bài của ai? Thử bài của Hiển hả? Dạ. Riêng Một Góc Trời. Tình yêu như nắng, nắng đưa em về bên dòng suối mơ. Nhẹ vương theo gió, gió mang câu thề xa vời chốn xưa. Linh thuộc không? Em chưa thuộc bài này, bây giờ tập cũng không kịp ạ. Thôi vậy hai đứa suy nghĩ tiếp đi, giờ hai đứa suy nghĩ tiếp bài đi. Giờ Tiên với Tài đi, Tiên với Tài có cái bài gì rồi? Dạ em cũng y chang vậy á. Vậy em cũng hát bài Cát Bụi luôn hả? Không, ý là em cũng cái lộn ngoài luôn. Cái vụ bài hát đó chị. Dạ bây giờ đã thống nhất, nãy giờ bên đây hát rồi, hai tụi em chọn được bài gì rồi? Dạ. Chắc cái dòng vừa rồi thì bài hát em hát rất là kịch tính rồi. Nên với lại nó cũng hơi căng. Sử dụng bài gì? Nên giờ em định hát một cái bài nó phù hợp với hai đứa, bài Cơn Mưa Tình Yêu. Cơn Mưa Tình Yêu. Tình Yêu. Rồi. Người yêu ơi, con mềm đã héo khô, mặt hồ lá xa xưa, những con đường vắng sương mờ, từng bước chân cuốn đi mùa thu xa lắm. Yêu anh ngàn lần hơn nữa. Một phút
đường vậy? Dạ, dạ không ai, tại bài này là bài này là của anh. Anh giờ xa mãi mãi khi tình ta yên vui hạnh phúc. Trong thoáng giây ta giờ đây chia ly, mai mình đi hai hướng với anh trao dâng lên niềm đau. Anh là tia nắng ấm, anh là muôn khúc hát sưởi ấm trái. Không còn ai chung lối, lối đi dưới mưa một mình ai. Giờ đây anh đang nhớ em trong sầu. Dâng lên niềm đau. Anh là tia nắng ấm, anh là muôn khúc hát sưởi ấm trái tim bớt xa lạnh. Không còn ai bên anh, không còn ai chung lối đi dưới mưa một mình anh. Xuân đi mãi, em ghé qua dừng chân đứng lại. Đông đêm chỉ niềm vui nước mắt, che vẫn xanh ngay bên đường ta. Theo gió qua miền quê hoang vắng, cho tiếng dương cầm đêm chết lặng. Em có nghe tình yêu ơi hát, khi nắng xôn xao trên hàng cây. Em có nghe tình yêu tôi hát, xa vắng đi niềm kiêu hãnh nào.
đồng nỗi đau đầy bàn tay bé. Ai đó xa rồi đang chờ mong. Em có nghe tình yêu tôi hát xa vắng đi niềm kiêu hãnh nào? Đồng nỗi đau đầy bàn tay bé. Ai đó xa rồi đang chờ mong. Cái trình góc độ là một người trẻ thì nó thấy cái phần trình diễn này nó dễ thương quá, như là hai cô thiên thần bước ra vậy đó. À, và giọng hát của Hiển đúng không? Đúng không? À, Nô rất là thích giọng hát của bạn. Giọng hát của bạn thật sự rất là ấn tượng. À, có một đôi chỗ, cái bè nó hơi trong chanh một chút. À, có thể các bạn quyết định bè thì các bạn bè phải chắc và rõ ra hơn. Nhưng mà còn lại hầu hết cái sự hồn nhiên, những cái sự ngây thơ các bạn truyền tải qua cái bài hát này, nó đã làm lên tinh thần của cái bài hát này rất là nhiều. Và bản thân Nu cũng cảm thấy được là mình trẻ lại được thêm chút xíu nữa. Không thể nào mà có được một nhóm nhạc mà ở trong đó toàn là ngôi sao cả. Không bao giờ có. Có những người hát mạnh thế này, mạnh thế kia, nó mới làm nên một cái tổng thể rất là đặc biệt. Nhưng ngày hôm nay anh thấy cái tổng thể của tụi em đúng là một bản hòa thanh đúng nghĩa luôn. Ở những phần cuối rất là dễ thương và rất là chuyên nghiệp. Nó đều và nó dính chặt, nó không thể nào mà tìm ra một kẻ hở nào mà để bắt lỗi được cả. Dĩ nhiên người có thế này, người thế kia, chỉ làm sao mình tìm được đội cả, tất cả những người mạnh được. Nhưng mà riêng lúc đầu là anh vẫn đặt cái hy vọng thật là nhiều vào Khánh Linh. Thì anh biết rõ em lắm. Em đã phải ém mình xuống để hát bài hát này nó nhẹ nhàng hơn và nó dễ thương hơn. Hiển thì mỗi một ngày, mỗi một vòng em đã cho anh nhìn thấy cái niềm tin dành cho giọng hát của em nhiều hơn. Hai em cũng đã bắt kịp với lại cái nhịp điệu và cái sự du dương của bài hát này, đã làm nên một cái bản hòa thanh nó gần như là buông a cappella cuối cùng mà vẫn làm cho mọi người cảm thấy ngất ngây và không muốn bài hát dừng lại. Chúc mừng tụi em. Anh muốn tụi em làm hơn như vậy nữa. Khi tập thì tụi em làm rất là máu lửa. Phải như vậy, có thể ra sân khấu tụi em hơi bị ấp chút xíu. Ngày hôm nay thì tụi em hát rất là chuẩn. Đối với anh thì là bạn Hiển và bạn Linh là hai giọng hát rất là feeling. Có thể nói là khám phá vô tận luôn á. Tụi em làm cho người nghe có thể là chú ý từ đầu bài cho tới khi kết thúc. Tại vì mỗi đoạn hát tụi em biết làm biến hóa và làm mới lên ca khúc của mình. Tuy nhiên có lẽ là bạn Linh thì cái phần này hơi hiền đối với bạn. Tại vì bạn chuyên hát dòng nhạc nước ngoài. Nhưng mà cũng rất là bất ngờ khi mà bạn hát dòng nhạc này thì anh cảm thấy là dần dần sẽ chuyển hóa em hát được nhiều thứ hơn và đa dạng hơn. Còn bạn Tiên và bạn Tài, Đan Trường cảm thấy phản phất đâu đó hình ảnh của Đan Trường và Cẩm Ly từ lúc mới bước chân vào nghề. Giọng hát rất là dễ thương và đó là hai bạn hòa quyện rất là đẹp. Tuy nhiên là các bạn chưa có từng trải như là anh Trường với chị Ly, nên là phải là vững trải qua bao nhiêu năm tháng thì nó sẽ có chất cảm hơn. Chị cảm thấy hài lòng về cái sự hòa quyện của cả bốn đứa. Tuy rằng không phải xuất sắc lắm, chưa có đạt như mong đợi, tức là tụi em có thể làm tốt hơn được nữa. Nhưng mà đã có một sự hòa quyện giữa bốn đứa rất là dễ thương. Xin chúc mừng tụi mình. Hai anh em Hồ Văn Tuấn Anh, Hồ Văn Phong sẽ cùng tranh tài cùng cặp thí sinh Bùi Quang Đệ, Lina Nguyễn. Hãy cùng xem ba chàng trai và một cô gái này sẽ chuẩn bị tiết mục gì cho đêm thi quan trọng này nhé. Vào đội của anh Đăng Trường và chị Cẩm Ly. Giọng hát. Giờ đây anh biết đã mất em rồi đây. Ngày mùa đông đến sao vắng nghe tiếng mưa phùn rơi. Lòng anh đau đớn nhưng trái tim vẫn như thầm nói. Anh vẫn yêu em. Chúng tôi có thế mạnh riêng, đó là chúng tôi là hai anh em và có chung một cái sở thích cũng như là cá tính âm nhạc. Và tôi tin chắc rằng một điều là chúng tôi sẽ làm tốt ở vòng thi tiếp theo này. Mặc dù đội bạn rất là nặng ký nhưng chúng tôi tin rằng sự cố gắng và nỗ lực chúng tôi trong quá trình luyện tập sẽ vượt qua đội bạn trong lần thi này. Và hãy chờ xem chúng tôi sẽ làm gì ở vòng thi tiếp theo này nhé.
Ngày dài mưa phùn, nắng gió tiêu điều, quanh đây đâu đâu mây lặng bay. Ngoài trời khung cửa trắng xóa lối đi, xa xa một nhánh cây tàn khô. Đôi tình nhân kia hãy hôn nhau đi, tim trong là môi nồng ấy như mùa đông còn ấm. Mình còn mơ hồ chẳng biết sáng đêm đến với những nỗi nhớ vẫn vương. Ngày tình đã chết cho mùa đông dài qua đi, cơn yêu đương nồng cháy. Ngày tình đã hết thôi thì bước đi, giờ còn lại gì trong ngày xa vút nhưng vỡ nắng khi yêu thương nay đã khô cạn. Xin cho đôi vai ai qua đây cho tim em thôi lại giá. Ngày tình đã chết cho mùa đông dài qua đi, cơn yêu đương nồng cháy. Ngày tình đã hết thôi thì bước đi, giờ còn lại gì trong ngày xa vút những vỡ nát khi yêu thương nay đã khô cằn. Xin cho đôi vai ai qua đây cho tim em thôi lạnh giá. Thì Vũ sẽ nhận xét riêng biệt phần của Quang Đệ đó. Từ cái câu đầu tiên em mới hát vô thì em hát rất tốt, nhưng mà về càng về sau á, hình như có một cái gì đó làm cho em bị mất tinh thần hay sao đó, thì cái bè của em bị trên rất là nhiều, và hình như em bị mất tinh thần và từ đó em không còn máu lửa như là ngay cái lúc đầu nữa. Line, anh rất là thích cái giọng hát của em. Em rất mạnh mẽ và rất là có cá tính ở trong đó. À, nhất là chuyển tải một cái bài mà jazz blues kiểu như vậy thì em làm rất là tốt. Có thể cái đó là sẽ con đường rất là tốt cho em để mà em khai thác sau này. Chúc mừng em. Còn về văn phong với Tuấn Anh thì Vũ cảm thấy là giọng hai em còn yếu hơn so với hai bạn thi cùng mình.
Nhưng mà càng về sau về cái đoạn cao trào thì có lẽ là tại sẵn có cái máu lửa trong người rồi, cho nên lúc đó hay mới thật sự không có còn kiềm chế, không có còn kiểm soát nhiều nữa. Nó em thả hết, có bao nhiêu chơi hết bao nhiêu, cho nên lúc đó mới thật sự hiệu quả, và lúc đó thật sự khán giả vỗ tay nhiều hơn lúc hai em mới bắt đầu. Cho nên là chúc mừng bốn em có một cái phần thi khá trọn vẹn. Chị Tuyết thì chị thấy là Tuấn Anh với Văn Phong cũng rất là phong độ đó Vũ. Nhưng mà vì cái bài đầu á, nó cho cái đức bạn, hai bạn diễn, hai bạn đầu tiên hát coi như là máu lửa nhiều hơn là cái bài sau. Cho nên cái bài sau theo như chị nghĩ thì cái sự tiết chế của Tuấn Anh và Văn Phong rất là good. Ok, thì chị, theo như chị thấy thì hai đội này ngang tài ngang sức. Tuấn Anh với Phong á, có thể là Vũ nói là hát cái nội lực không bằng. Đối với chị là đây là một tiết mục song ca, và cái đặc biệt của cái song ca là cái sự hòa quyện và cái sự ăn rơ với nhau. Nó mạnh hơn cái vụ mà cái nội lực hay không nội lực, hiểu không? Tức là dù khi mình hát đôi với nhau là cái sự nương nhau và cái sự hòa quyện nó rất là quan trọng với nhau. Thì ở Tuấn Anh với Phong có điều đó. Hai em có một cái là chị thích là khi mà lên sân khấu không cần phải, giống như người ta nói không cần phải múa may quay cuồng. Tự khi hát, phong cách tự toát ra theo cái bài hát của mình, cái tính cách nó ra hẳn. Và đặc biệt là cái sự hòa quyện về giữa cái bè rất là tốt, máu lửa chắc đều nhau, cho nên nó hòa quyện với nhau thì chị thích điều đó. Còn nói về Đệ với Lina thì cá thể mỗi người cá nhân chất giọng tốt, nhưng tụi em phải nên nhớ cái sự hòa quyện nó rất quan trọng, về tụi em là một đội, một cặp. Và Đệ có vấn đề một tí xíu về giống như nãy chị Tuyết đã nhìn ra là cái bè của mình. Và phần sau thì có vẻ em lấy lại tự tin, cho nên cái bè của lần sau nó đỡ hơn lần đầu, hiểu không? Đó, cái đó chỉ có những vấn đề như thế. Chứ còn nội lực thì em với Lina thì ở đây hát thì ai cũng biết. Còn cái cách hát của Lina thì nó feel kiểu mà cách gì đó nó rất là ma mị. Đó là mình nghĩ chắc là sở trường của cô này về cái dòng nhạc kiểu đó thì cô này làm rất là chất. Nhưng cũng nên nhớ là mình đang hát đôi nha. Na, nhớ nha, cái này chị nhắc hoài nha ha. Cho nên mình cẩn thận hơn. Ok, cảm ơn các em. Bốn thí sinh này thì Đan Trường cảm thấy là an tâm nhất. Tại vì các bạn đều có bản lĩnh riêng của mình. Phải nói là khi mà chọn lựa ca khúc cho hai cặp này thì cũng đã thay đổi rất là nhiều. Nhiều lắm luôn á. Mỗi ngày hình như là thay 2-3 lần. Và tới phút cuối cùng là khi chọn bài Một Ngày Mùa Đông, theo cái bản tempo cũ á, kiểu pop á, thì lại thấy rằng là nó sẽ bị thường. Và với hai sức của bạn nam này thì có thể làm khá hơn và tốt hơn, nên mới chọn cái bản theo điệu tango. Cái vấn đề đó thì hai bạn đã làm rất là tốt. Đan Trường thấy hai bạn đã không có bị thiệt thòi hoặc là lép vế trước Lina và Đệ. Nhìn chung thì tiết mục đối với Đan Trường rất là hài lòng và mãn nguyện. Cảm ơn tất cả các bạn. Tiếp theo, hãy cùng đón chờ những phần biểu diễn đặc biệt. Một mình giọng của Sơn thôi, nhưng có thể làm thay đổi cả một cái màu sắc của bài hát. Cuộc thi là phải như vậy thôi, cho nên mình phải chấp nhận và mình phải đương đầu với những thất bại. Anh và chị đã tính rất là kỹ. Đừng đi đâu cả quý vị nhé, Tuyệt Đỉnh Song Ca sẽ trở lại trong ít phút nữa. Tiết mục dự thi cuối cùng sẽ là phần đối kháng của cặp đôi Nguyễn Thị Minh Tâm, Võ Nam Sơn và Lý Thị Kim Dung, Võ Đặng Linh Đan. Anh chị đã chỉ cho chúng tôi rất là nhiều kỹ năng chuyên môn, như kỹ năng bè phối với nhau, rồi làm sao cho hai người cùng hợp tác ăn ý hơn trên sân khấu, làm sao để mọi hai người có thể cháy hết mình trên sân khấu và truyền hết. Baby, you the stand of light. If you're ready to see me move through the night, ain't gonna fire, shoot me right. I'm gonna light the way you fight. Now you wanna see it gone diffuse to wash away my lonely blue. So I can't deny your light, 'cause you're the only one to make me blind. Sex bomb, sex bomb.
score. You can turn me upside down, in upside out. You can make me feel the real deal. Chỉ muốn biết một điều là mấy em học cái vũ đạo này từ ai? Có vẻ người thầy của em có phải là anh Bo không? Không, cũng là có một phần ở trong đó. À, sex bomb. Nói chung là Vũ cảm thấy là các bạn nhảy rất là tốt, làm cho cái không khí nó cảm nên nó gợi cảm hơn. Cái câu đầu của Sơn hát á, thì Vũ cảm thấy là tại vì bạn cố gắng để mà phát âm cho nó đúng theo cái kiểu phong cách của nước ngoài á, cho nên là bạn hơi nuốt chữ một chút xíu. Nguyên một đoạn đầu là Vũ không biết là hát cái gì luôn. Nhưng mà dĩ nhiên là cái tiết tấu và cái nhịp và nốt thì tất cả đều rất là chuẩn. Về phần của em á, thì em hát làm cho Vũ rất là ấn tượng. Tại vì em có một cái sự máu lửa trong cái giọng. Và nhất là khi hai bạn hòa quyện với nhau á, thì nó làm cho mình cảm thấy rất là phấn khích. Cảm ơn anh ạ. Về tinh thần, thì em đã làm cho bài hát này nó trọn vẹn so với cái bản phối, tiết tấu, mọi thứ nó rất là bùng nổ. Ba bạn đều ổn hết. Liên Kim Dung, những lần em vào đầu câu thì đang bị có một chút xíu chệch choạng với tập thể thôi, chứ còn mọi thứ đều tốt hết. Một mình giọng của Sơn thôi nhưng có thể làm thay đổi cả một cái màu sắc của bài hát. Khi mà em hát giọng bè vừa trầm ấm là bè chuẩn xác nữa, cho nên nó làm cho bài hát nó có màu sắc hơn rất rất nhiều. Trong khi ba người hát đồng âm, có một cái đoạn điệp khúc như vậy đó thì em hát cái nhảy bè, em nhảy xuống dưới thì em nó làm cho bài hát nó ấm áp và nó thấy nó chắc hơn. Cảm ơn anh ạ. Cho nên hỏi là hai bạn là trang chơi đúng không? Hay là có phải là professional, mình có nhảy học nhảy trước đó không? Nói chung thì em có biết nhảy sơ sơ. Và các bạn rất là khéo léo trong cái việc các bạn vừa nhảy và các bạn vừa hát. Điều này Nu đang cố tìm trong những thí sinh trong chương trình này. Tại vì cái việc mà vừa nhảy vừa hát, cái việc phải giữ hơi nó rất là khó. Nhưng mà nếu bạn biết tiết chế cái động tác của mình, lúc nào cần mạnh, lúc nào cần bung, lúc nào cần lứa qua, thì lại làm cho cái sự chuyên nghiệp nó lại tăng cao hơn nữa. Còn về giọng hát thì chắc là anh Vũ cũng như anh Hưng cũng đã cho các bạn ý kiến rồi. Thì Nu chỉ nhận xét về thần thái cũng như là cái cách trình diễn của các bạn, nó dường như nó rất là chuyên nghiệp. Nu có một lời khen cho các bạn. Còn với Kim Dung và Linh Đan thì mình đẹp như thế, mình sexy như vậy thì tại sao mình không tự tin hơn? Các bạn hát, các bạn phải cười nhiều hơn một chút thì các bạn sẽ làm cho cái bài hát đó nó warm up lên cái bài hát đó. Và tôi nghĩ rằng là chị Cẩm Ly khi tin chị giao cho hai bạn mặc bộ đồ này là chị cũng có ý đồ. Vì vì đúng không chị? Em nói đúng không? Sao chị liếc? Em nói tiếp đi, em nói tiếp. Thì khi mà các bạn giống như là một cái giống như sexy bomb, right? Khi mà các bạn bước ra rồi thì các bạn gây hết tất cả những cái sự chú ý vào, nhưng mà sau đó tích tắc các bạn lại làm cho mọi người phải hơi hoang mang một chút, là các bạn quá căng thẳng. Và trong lúc các bạn nhảy cũng vậy, các bạn chắc có lẽ là không có nhảy quen, cho nên là cái việc nhảy, điều tiết cái việc nhảy và cái việc hát của các bạn nó làm cho các bạn hơi hoang mang và lúng túng một chút. Nhưng không sao, dù gì Nu vẫn đánh giá ca rất là cao cái tiết mục này. Và chúc mừng các bạn đã hoàn thành tốt cái phần biểu diễn của mình. Dạ, cảm ơn. Chị cũng khá khen tụi em là một điều là trong một thời gian ngắn như vậy mà tập nhảy với nhau mà vừa nhớ bài, nhớ chỗ đứng của mình và rất là đồng đều. Điều đó là chị khá khen cho cả hai đội. Đây là một cái sự trùng hợp khi mà Đan Trường và Cẩm Ly chọn hai đội về team của mình, thì phải nói rằng là hai đội đều biết nhảy hết và chuyên thể hiện dòng nhạc sôi động, nên là cái sự
hợp sức này phải nói rất là tốt. Và lúc mà khi mà tập bài hát này thì anh cũng nghĩ là Sơn sẽ bị thiệt thòi vì Sơn làm nền cho ba bạn nữ. Mặc dù là hát cái khoảng thấp nhưng mà Sơn biết phát cách, biết tạo một cái phong cách mới cũng như là cho mọi người chú ý tới giọng hát của em, cũng rất là hay. Còn bạn Tâm thì với phong cách tomboy phải nói rằng là rất cá tính mạnh mẽ và đã chịu đóng vai nam trong cái tiết mục này, em cũng làm rất là tốt. Nói chung là hai bạn rất là tốt. Còn hai bạn nữ thì là chung thì chỉ bị yếu cái phần phối hợp biểu diễn thôi, nhưng bù lại em có giọng hát tốt và có một sự phô diễn cũng như là làm nổi trội cho cái bài hát Sex Bomb này. Bạn Linh Đan thì giọng hát bạn giống như là chưa khai thác được. Bạn có thể, mặc dù là cái kiểu bạn hát nó hơi mềm, hơi nhẹ, thì mình có thể khai thác theo kiểu hát theo kiểu sexy, hát theo kiểu gợi cảm. Như vậy nó sẽ là lấp đi những cái chỗ yếu của mình. Nói chung ngày hôm nay thì là chỉ cái phần đoạn đầu là hai bạn Sơn và bạn Tâm hơi thiếu tự tin khi mới bắt đầu bước ra, hơi bị lọt chặt chút xíu. Nhưng mà sau đó thì các bạn lấy lại phong độ. Thì nói chung là tiết mục này anh Trường rất là thích. Cảm ơn tất cả bốn bạn. Thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để khép lại vòng đối kháng của đội Cẩm Ly và Đăng Trường. Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần quyết định lựa chọn của cặp đôi huấn luyện viên Đăng Trường và Cẩm Ly. Và với những chăm chút cho các chiến binh của mình thì ngày hôm nay chắc chắn họ sẽ phải đưa ra những quyết định vô cùng khó khăn. Bây giờ xin được mời các chiến binh của đội Đăng Trường và Cẩm Ly, Phú Hiển, Khánh Linh, Trần Tài, Thủy Tiên, Cao Hoàng Nghi, Văn Hương, Thanh Vinh, Hồng Nhung, Duy Khánh, Trúc Lai, Bùi Thủy, Hữu Tuấn, Tuấn Anh, Văn Phong, Quang Đệ, Lina Nguyễn, Minh Tâm, Nam Sơn, Kim Dung, Linh Đan. Tất cả các em là những thí sinh mà anh Trường và chị Ly đã chọn, giống như là những người em thân thương, giống như chúng ta là một cái gia đình mới. Nhưng mà bây giờ lại phải chia tay, một số bạn phải ra về, làm cho anh và chị phải nói rất là buồn. Có thể nói rằng là trong quá trình làm việc thì hầu như chúng ta cũng không có gì căng thẳng. Có lẽ anh với chị không quá khắt khe với tất cả các em. Có. Anh nói là có những một số bạn thì anh chị cũng đã cố gắng rất là nhiều để mà huấn luyện tụi em, truyền dạy những kinh nghiệm trong suốt bao nhiêu năm ca hát. Nhưng mà cũng có một số bạn giống như là bị thói quen á, nó hơi khó sửa. Nên anh và chị đã tính rất là kỹ để mà giữ bạn nào đi sâu vào vòng trong, hoặc là những bạn nào cần phải trau dồi thêm. Cuộc thi là phải như vậy thôi, cho nên mình phải chấp nhận và mình phải đương đầu với những thất bại để mình sau đó mình lấy bước tiếp cái đà để mình bước lên, từ từ mình sẽ thành công. Và có một điều là chị Ly nói là thường thường người ta hay nói là chị Ly là hay mất ước, hay khóc. Nhưng mà khi mà ai càng nói như thế thì chị càng cứng cỏi hơn. Chị sẽ không khóc, chị sẽ cố gắng rất là mạnh mẽ và chị muốn tất cả các em cũng như vậy. Tại vì người ta thường nói là những giây phút này là những giây phút căng thẳng, nhưng là chị lại thấy tất cả những nụ cười trên tất cả 20 bạn. Cái tình cảm, một cái sự lạc quan của tụi em, chị cảm thấy rất là xúc động và cũng cảm thấy rất là hãnh diện. Và chị nói rằng nhiều khi mình dừng lại ở đây, nhưng qua cuộc thi này, các em học hỏi được một số kinh nghiệm từ những anh chị huấn luyện viên ở đây. Cho nên một lần nữa xin chúc mừng tất cả 10 cặp của mình đã hoàn thành tốt phần thi hôm nay. Dạ vâng ạ. Thưa quý vị, và có thể thấy rằng là đó là những tình cảm rất là thân thương, thân tình, giống như là một gia đình mà chị Cẩm Ly và anh Đăng Trường từng chia sẻ. Và quý vị cũng thấy là trên sân khấu chúng ta hiện nay là một hình ảnh lay động lòng người. Thưa quý vị, đó là tất cả các cặp thí sinh nắm tay, nắm rất chặt tay nhau. Tuy nhiên lát nữa đây thì sẽ phải có hai cặp đi về. Dạ, và bây giờ thì xin được mời chị Cẩm Ly và anh Đăng Trường sẽ đưa ra quyết định của mình. Hai cặp đầu tiên, anh Đăng Trường và chị Cẩm Ly sẽ mời bước lên phía trước. Đó là bạn Thủy Tiên, Nguyễn Tài và Duy Khánh, Trúc Lai. Bạn Nguyễn Tài và bạn Thủy Tiên, hai bạn rất là dễ thương. Anh đã từng nói rằng là hai bạn có một hình ảnh gì đó của Đăng Trường, Cẩm Ly ở trong đó. Một cái thể loại dòng nhạc nhẹ, xưa xưa, rất dễ nghe. Lai với Khánh, Khánh thì khắc phục rất là nhiều. Nhưng mà chị nghĩ là tụi em
phải cần có thời gian để mà cọ sát và để như là cặp tiên tài tụi em phải chín mùi hơn như nữa. Tức là tụi em vẫn còn thiếu thiếu một tí xíu gì đó, mình cần thời gian cọ sát và chín mùi hơn nữa. Chị nghĩ là hai em sẽ là một cặp rất là đẹp đôi, cũng như là Khánh sẽ cố gắng khắc phục cái sự mà thiếu tự tin của mình để mà có thể tiến bộ hơn và xây dựng cái cột hơi của mình cho nó thật chắc, để khi mình hát nó không bị mất kích tụt cái cột hơi của mình, nó sẽ tốt hơn. Cũng như Lai, em còn phải khắc phục nhiều về cái giọng mũi của em. Và quyết định của anh chị cho hai cặp này là đỏ. Chia tay các bạn. Không sao hết, đừng buồn. Và giờ thì các bạn đứng cạnh Cường đi. Qua đây. Bây giờ chị Công Ly và anh Đăng Trường sẽ mời tiếp ai ạ? Bây giờ thì Ly và Trường sẽ mời Hữu Tuấn với Thúy bước lên phía trước. Thúy với là Tuấn thấy hôm nay mình có làm tốt như mà mình mong muốn không? Hôm nay thực sự là bọn em đã cố gắng hết mình, khắc phục những hạn chế mà anh chị đã chỉ dạy trong suốt những ngày vừa qua. Thật sự mà nói thì để mà em ưng về phần thi của mình thì cũng chưa phải ưng lắm. Nhưng mà em thấy nghĩ là em hát hơn tốt hơn là lúc tập. Nhưng mà để đúng khả năng của mình thì em chưa được ưng. Chị khen cái điều đó là tụi em biết nhìn nhận mình đã làm được tới đâu. Và hôm nay thực sự rằng Tuấn với Thúy, đối với chị, đối với anh Trường, thì hôm nay tụi em thật là màu xanh. Chúc mừng. Chúc mừng Tuấn Thiến. Các bạn đã trở thành cặp đôi đầu tiên của Đan Trường và Cẩm Ly bước tiếp vào vòng trong. Chúc mừng Tuấn Thiến. Đan Trường sẽ mời hai cặp là bạn Tâm và bạn Sơn, cũng như là Khánh Linh và Phú Hiển. Đối với anh thì là cặp mà anh lo nhất đó là bạn Tâm và bạn Sơn. Tại vì khi mà thể hiện, đa số thì những khán giả ở đây cũng như là huấn luyện viên đều thấy được điểm mạnh của hai bạn là vũ đạo, diễn xuất, sôi động. Nhưng mà để đi sâu vào đúng nội dung chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca thì vẫn quan trọng nhất là giọng hát. Anh và chị Ly cũng đang cân nhắc là không biết là nếu hai tụi em được vào thì sẽ cố gắng như thế nào đây? Linh với Hiển, có nghĩa là Ly nghĩ là ở đây ai cũng thấy được cái khả năng của hai em. Nhưng mà ngày hôm nay, nói đúng là ngày hôm nay thì cũng hơi tiếc cho Linh là em thể hiện em chưa có cơ hội để mà bộc lộ hết cái khả năng của em. Chị biết điều đó tại vì chị ở gần em trong những ngày qua, chị hiểu. Nhưng mà về khả năng của tụi em thì làm được rất nhiều, nhưng dù cũng giống như là Tuấn và Thúy vậy đó. Nếu như tụi em mà có được đi tiếp, chị cũng muốn tụi em phải mở rộng ra một tí xíu. Mình không gói gọn cái phạm trù hát của mình. Biết rằng sở trường ai cũng có là một, nhưng mình phải cởi mở một tí xíu, phải không? Và khả năng em và Linh làm được, Hiển và Linh em làm được tốt, thì em làm tốt được điều đó. Cũng như là Sơn trong lúc tập, lúc lần đầu tiên chị gặp em thì rõ ràng Sơn em rất là rụt rè so với tất cả các bạn. Ba bạn nữ em vẫn rụt rè lắm, nhưng mà em tiến bộ từng ngày. Tức là em chỉ có là hơi nhát, chị dùng từ là hơi nhát. Em bảo là Tâm còn tomboy hơn em nữa. Và chị và Trường đã quyết định cho hai cặp luôn. Và quyết định đó được thể hiện qua nút màu. Màu xanh. Chúc mừng. Wow. Các chiến binh của đội Cẩm Ly và Đăng Trường đã có 3 cặp bước tiếp vào 3 cặp màu xanh rồi. 2 cặp màu đỏ cũng đã có rồi. Điều đó cũng có nghĩa rằng hiển nhiên 5 cặp còn lại chúng ta sẽ bước vào sing up. Và chỉ muốn rằng 5 cặp các em vào, các em phải chứng minh như thế nào
để cho chị và anh Trường có sức thuyết phục để chị và anh Trường có thể chọn tiếp ba cặp các em vào tiếp nữa. Quyết định việc cuối cùng là ở sự phấn đấu, cái sự thể hiện của các em trong vòng sing up. Tụi em không được khóc. Mở đầu cho chương trình, Mạnh Tài, Thanh Tâm và Đức Quang, Trần Hằng sẽ so tài trong một tình khúc bất hủ. Sớm mai thức giấc nhìn quanh một mình. Cảm giác của Đức Quang cũng như Trần Hằng khi mà được huấn luyện viên Minh Tuyết và Nu Phước Thịnh chọn về đội của mình, đó là một cái cảm giác rất là hạnh phúc, rất là vui. Bởi vì khi mà trước khi thi thì đã suy nghĩ là nếu như được về đội của chị Minh Tuyết thì sẽ có một cái gì đó nó mới mẻ hơn. Trước khi tham gia cuộc thi này thì hai chị em cũng rất ít khi đi diễn và kinh nghiệm của hai chị em chưa được nhiều lắm và cũng chưa được dày dặn lắm. Nhưng mà khi được vào đội của chị Minh Tuyết và anh Lũ Thịnh thì chị em cũng học hỏi rất nhiều điều. Hai anh chị rất là nhiệt tình, chị Bảo rất nhiệt tình và chu đáo và rất là thân thiện. Làm tâm lý của hai chị em cũng cảm thấy rất là vui và cảm thấy rất là thoải mái khi tập cùng với hai anh chị. Đức Quang, một bài hát mà mình vô cái câu đầu đó, nó rất rất là quan trọng. Nếu cái câu đầu mình vô mà mình không áp phê người ta đó là mình mất điểm liền. Anh đồng ý. Nha. Cho nên á, cái câu đầu em là cái người đảm nhận câu đầu rất là quan trọng. Chị biết là nó hơi, có thể là nó hơi bị thấp cho nam cái câu đầu tiên, nó không làm cho em được tỏa sáng. Nhưng mà mình phải tìm cái cách để mình tỏa sáng cái câu đó. Tại vì em hát song ca, em phải uyển chuyển cái kia với lại cái bạn nữ của mình. Cho nên ví dụ em hát sớm mai thức giấc, em hát là sớm, nó không có tỏa sáng cái câu đó. Ngay cả cái đoạn đầu, cái đoạn verse đầu, nếu mà bạn bè á, bạn cũng phải bè cho thật chắc. Vì vậy cho nên phải, thứ nhất là phải có cái sự tương đồng với các bạn diễn. Mình phải có cái sự thống nhất với bạn diễn là ở đó hát nhịp như vậy, như vậy, như vậy, để mà theo ngắt chỗ nào, phát nhịp phát như thế nào. Còn nếu đã không thì đừng bè. Đối thủ của Đức Quang và Trần Hằng đó là Thanh Tâm và Mạnh Tài. Ở đây cũng là một cặp mà Quang nghĩ rằng là rất là ghê gớm. Bởi vì hai bạn đó thì đều được học trong Học viện Âm nhạc Quốc gia, đều được đào tạo bài bản, cách xử lý bài hát cũng rất là hay. Chính vì vậy mà Trần Hằng và Đức Quang nghĩ rằng đây là một cái đối thủ rất là đáng gờm đối với Đức Quang và Trần Hằng. Chúng tôi được chọn đối đầu với anh Quang và chị Hằng. Thì hai anh chị này là hai người rất già dặn về kinh nghiệm. Vì thế mà chúng tôi cũng hơi lo lắng là không biết là quãng đường của mình đi với chương trình này có dài hay không. Rất là mong cái tiết mục mà bốn người thể hiện Đức Quang, Trần Hằng, Mạnh Tài và Thanh Tâm sẽ đem đến cho khán giả một cái cảm xúc mới. Nó sẽ không phải là một phần thi đấu nữa mà nó sẽ là một bài hát trình diễn thật sự, một bài hát đem đến một cảm xúc thăng hoa nhất đối với khán giả. Tình trong chân ngột ngạt.
bắt đầu tình cờ gặp nhau, ngượng ngàng nhìn nhau. Để rồi còn gì nữa cho nhau. Hạnh phúc như đôi chim uyên tung bay ngập trời nắng ấm. Hạnh phúc như sương ban mai long lanh đổ cành lá thơm. Tình yêu một thoáng lên ngôi nhẹ nhàng như áng mây trôi, dịu dàng như ánh trăng soi êm êm thương yêu dâng trong. Trên ngàn phiêu lãng theo mây trời lang thang, dòng trời cùng năm tháng. Ôi đêm đêm cùng tiếng hát cho vơi niềm thương nhớ, còn gì cho mừng Đức Quang, Trần Hàn và Mạnh Tài, Thanh Tâm. Xin được mời cặp huấn luyện viên Đàm Minh Hưng và Dương Trị Vũ. Vũ muốn nhận xét đầu tiên là phải cảm ơn đến hai huấn luyện viên của bốn bạn, cho nên bốn bạn mới có bốn cái bộ trang phục mà nó đẹp như thế này. Tại vì đối với Vũ không gì đẹp hơn áo dài trắng hết. Thì về cái phần bài Một Mình, giọng hai người thì khỏi bàn rồi, rất hay. Mà hai bạn hát và bè cho nhau đó, rất là chuẩn. Nhưng mà còn cái cảm xúc mà từ ngay cái câu đầu tiên mà em Hằng hát đó, thì Vũ cảm thấy nó còn thiếu cái độ mà sâu ở trong cái bài của nhạc sĩ Lam Phương. Có thể là Hằng chưa bao giờ cô đơn hay chưa thất tình. Có lẽ là Hằng chưa bao giờ cô đơn, tại vì xinh như thế này làm sao mà cô đơn cho được. Còn về Tâm và Tài, mà nếu như đây là một cái cuộc chiến giữa hai bên, thì Vũ phải nói là bên này sẽ là đội chiến thắng. Là tại vì hai bạn chuyển tải ca khúc Cô Đơn rất thuyết phục. Giờ Vũ nói vậy thì nhiều khi bây giờ để Đức Quang với lại Trần Hằng hát Cô Đơn hay hơn sao, đâu biết được. Đúng không? Nói chung là cặp đôi Đức Quang, Trần Hằng đó đẹp lắm. Cặp đôi rất là đẹp, hình ảnh đẹp. Chỉ còn cầm một chút cảm xúc nữa thôi. Ở một nhóm nào cũng vậy, lúc nào cũng có một cái sự chênh lệch, một cái sự thiếu và đủ. Nên là chúng ta phải đang đi tìm một cặp đôi hoàn hảo là như vậy. Cố gắng lên thêm nữa nha. Và rõ ràng là với mỗi tác phẩm sẽ có những cảm nhận rất riêng. Đó là cảm nhận của cặp đôi Dương Trị Vũ và Đàm Minh Hưng. Còn chị Cẩm Ly và anh Đăng Trường thì như thế nào? Nếu mà nói về giọng hát đó, thì phải công nhận là bốn bạn có giọng tốt hết. Khi mà Tâm cất tiếng hát lên đầu tiên và khi mà đèn follow nó chiếu vào em thì chị có thể ấn tượng cái mái tóc, cái phần tóc mà cái gương mặt nữa không? Giống như một cái cô gái xưa vậy đó. Và khi Tâm hát thì ngoài giọng hát ra thì cái sự biểu cảm trên cả khuôn mặt và toàn thân người là thấy có một cảm giác hoàn toàn là nó hòa quyện với nhau. Bốn em hay một cái là về cái bè tụi em rất là chắc. Và đặc biệt ấn tượng thêm một điều nữa, đó là cái kết hơi bị lạ và hơi bị hay đó. Chúc mừng tiết mục của mấy em. Cái kết hơi bị lạ và hay. Dạ, xin được dành những lời cho cặp Nú Phước Thịnh và chị Minh Tuyết.
Và cũng xin chia sẻ luôn với các anh chị đó là thật ra thì cái việc quyết định về một mình cô đơn này đã có cái việc mà lật qua lật lại cũng phải 10 lần rồi. Có ai hợp hơn hả? Dạ, có ai hợp hơn, cũng phải đo giọng rồi. Thì đối với Nu thì bạn Tài, bạn vẫn còn nhỏ lắm. Xử lý của bạn ở trong cái bài hát nó vẫn còn rất là non. Vì vậy cho nên rằng là khi mà Tâm hát với Tài vẫn có một cái sự nâng đỡ cho bạn rất là nhiều. Và đôi Đức Quang và Trần Hằng thì có một phần nhường nhịn hơn cho cặp kia để mà khi mà cặp kia hát bài Cô Đơn. Trong cái quá trình mà họ rèn luyện với nhau thì ngày hôm nay bản thân Nu Phước Thịnh cảm thấy cái bài Một Mình đó nó đã có đông đầy cái ý nghĩa mà hai bạn đã truyền tải đến cho khán giả. Và thật ra thì bình thường cái ngày thường khi mà chị Tuyết tập luyện cho các bạn, cái tình cảm nó chưa có sâu lắm, mọi thứ nó vẫn còn rất là non nớt. Nhưng mà ngày hôm nay khi mà các bạn đứng ở trên sân khấu này, cái tình cảm trong cái ánh mắt của các bạn nó ra thật sự, nó chứa chan, nó đông đầy đủ để mà khi mà truyền tải đến cho khán giả thì bài hát nó trọn vẹn. Ngày hôm nay với cái tiết mục này, bản thân Nu cảm thấy rằng nó rất là hoàn chỉnh. Cảm ơn các bạn. Ê, các bạn nghĩ nào cái hai người, chị Ly có nói và Vũ có nói và không cảm nhận được cái một chút xíu gì đó nó cần thêm cảm xúc nữa. Nhưng mà Nu Phước Thịnh vẫn có quan điểm riêng của mình, vẫn bảo đảm, vẫn bảo vệ tụi em và nói rằng là rất là hoàn chỉnh. Thì mỗi một người có một cái quan điểm âm nhạc khác nhau hoàn toàn, nhưng mà từ xưa đến nay muôn đời hễ số đông là sẽ thắng đấy. Cho nên là em phải coi lại nha. Có nghĩa là không phải nói Hằng và Quang hát bài đó không đạt, tại vì hơi tiếc một tí xíu là tại vì chất giọng của Hằng và Quang quá đẹp, quá hay. Cái gì cũng vậy, càng sâu thì nó sẽ càng thấm, em hiểu không? Chứ không phải là chị chê thí sinh của em đâu Nu ạ. Không có ai hiểu thí sinh của Nu và Tuyết bằng hai người. Cho nên là Vũ, anh Hưng và chị Ly và anh Trường là chỉ chấm theo những cái gì mà nghe được ngay tại lúc này thôi. Thấy không? Tôi nói có một câu một thôi, nguyên cái làng cái lời. Cho phép Tuyết thay lời của Nu nói một chút xíu. Tuyết hiểu ý của Nu nói là bởi vì khi Hằng và Quang tập thì hai tụi em không có hát hay được như... Không có tốt được như hôm nay. Trong ngày hôm nay. Ý của Nu nói là như vậy. Có nghĩa là trong những lúc tụi em tập, khó quá Nu ơi. Giờ mấy bữa nay á, tụi em sao không... Sao Nu nói xong phải chạy chữ vụ đề ở dưới nữa nghe. Em không... Đừng có ăn hiếp Nu của tôi quá đó nha. Nu của tôi, Nu của tôi hiền ghê. Dù cho Nu không có hiền với ai, nhưng mà chắc chắn là hiền hơn Đàm Vĩnh Hưng. Tôi chưa bao giờ muốn nhận cái giải thưởng hiền lành về mình á, chưa bao giờ muốn nha. Chị tiếp tiếp lời ha. Thì ý của chị hiểu là Nu nói là hai bạn hôm nay hát tốt hơn những lúc các bạn tập dượt rất là nhiều. Đó là ý của Nu của nói mà chị hiểu được. Cái ý của Nu ngày hôm nay là như thế. Và chị cảm ơn tụi em ngày hôm nay đã đem đến cho một tiết mục thật là hay và thật là ấm áp, một cách một cái gì đó rất là lãng mạn, ấm áp và hạnh phúc. Xin cảm ơn tụi em rất nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cặp tiếp theo của đội Nu Phước Thịnh và Minh Tuyết. Thái Hiển, Thanh Phương và Lê Cường, Mỹ Ngân sẽ mang đến một tình khúc bolero nổi tiếng của nhạc sĩ Quốc Dũng. Ai sẽ là người chinh phục được các huấn luyện viên? Một người đi với một người. Khi mà em cùng như là anh Phương được chọn về đội của chị Minh Tuyết cũng như anh Phước Thịnh thì quả thật hai anh em rất là vui và hạnh phúc. Em cũng không nghĩ rằng mình sẽ được chọn về một cái đội mà trong đó em đã theo dõi thì là một đội mạnh, rất mạnh về trong nhạc trẻ. Thì hai anh em là người hát nhạc trữ tình thì được chọn về đấy. Quả thật là một sự bất ngờ, và đến giây phút này thì hai anh em vẫn chưa hết cái niềm sung sướng. Cảm giác của chúng tôi khi về đội của Minh Tuyết và Nu Phước Thịnh thì chúng tôi rất là vui. Bởi vì đây là một cặp đôi huấn luyện viên lần đầu tiên kết hợp với nhau. Và một sự kết hợp khá thú vị và rất là hoàn hảo. Và cả hai chúng tôi đều là fan rất là nồng nhiệt của cặp đôi này. Thôi ta đứng lại, nhường đường em qua. Tụi em hát giống như một cái phía trước vậy thôi nè. Nó không có sâu vô trong, nó không có deep vô trong. Em hát nó
Rồi vẫn hờ gọi nhau trên lối. Kiểu mà cái kiểu em hát đó, nó giống như là mình hát cho có đúng cái nốt vậy đó. Ví dụ là em hát đừng buồn nhé, đừng buồn nhé anh hỡi. Đi đi ta đi đa đi đa. Em phải có những cái đó. Thì em nói là đừng buồn nhé anh hỡi, cuộc tình nào không luôn xót ra đừng để xuân anh vẫn. Em phải hát cho nó deep hơn, nó sâu hơn, phải hiểu một chút xíu. Chứ em đừng có hát nó qua loa như vậy. Em hát như vậy thì nghe bài tình nồng, bài đó rất là buồn, rất là một cái cuộc tình rất là buồn như vậy mà tụi em hát chị không thấy buồn cái chỗ nào hết trơn á. Em hiểu ý chị nói không? Cho nên giờ làm lại một lần nữa cho chị thấy nha. Ở vòng đấu này thì chúng tôi đối đầu với một cặp đấu rất là thú vị, cặp đấu của Thanh Phương và Thế Hiền. Cặp đấu này thì cũng rất là nhiều màu sắc và cũng rất là tình cảm, hát rất là tình cảm, rất là hay. Khi mà được sắp xếp vào cho tôi cũng như anh Phương cùng bắt cặp cùng với cặp đôi Cương và Ngân thì chúng tôi đã rất tích cực cố gắng tập luyện. Vì cặp đôi kia thì hát dòng nhạc cũng không phải là nhạc trữ tình như hai anh em, nhưng mà ở đấy chúng tôi thấy có một sự kết hợp rất sáng tạo từ về huấn luyện viên cho xen kẽ giữa nhạc trữ tình và nhạc trẻ, và kết hợp lại thành một tiết mục mà chúng tôi khi lúc tập luyện chúng tôi cũng cảm thấy rất là hứng phấn và cảm thấy đây là một tiết mục mà chúng tôi rất là yêu thích và sẽ cố gắng tập luyện hết mình để thể hiện thật tốt trong phần thi sắp tới. Trót nặng thương
thôi ta đứng lại nhường đường em qua. Người đi vui với một người, biết chăng một người đang cười mà đau. Nhà em một bức tường thưa, chiều nay nhớ quá thân thờ bước qua. Để nghe được tiếng em cười, để nghe tôi gió một hơi thở buồn. Tình tựa bao tố dù có ta nua mộng đẹp xin giữ trong tim. Hãy cho nhau nụ cười dù ngày mai có phải mau về đâu em ơi, khi gối chăn còn lại hơi ấm đêm nào. Xin giữ cho nhau câu hứa trên đôi môi đến ban đầu. Chẳng một người đang cười mà đau. Xin giữ cho nhau câu hứa trên đôi môi đến ban đầu. Người đi vui với một người, biết chẳng một người đang cười mà đau. Sâu. Dạ. Dạ và xin được mời chị Cẩm Ly và anh Đăng Trường sẽ chia sẻ nhận xét của mình. Có thể nói đây là một cái sự dàn dựng rất là mới mẻ mà lần mới. Anh thấy nó y như hồi xưa á Trường ơi. Không phải, tại vì giữa nhạc trẻ và nhạc trữ tình mashup với nhau á. Nên rồi. Là nó rất là mới và Đăng Trường rất là bất ngờ với cái tiết mục này. Cũng xin được có một lời khen cho người Hoãn Phối Khí. Bài hát này cũng như dàn dựng tiết mục này. Riêng cái phần mở đầu á, chuyện ba người của cái dòng nhạc trữ tình đầu tiên á, thì hai bạn nam hình như là chưa có được tự tin lắm khi mà bước ra hát câu đầu tiên. Anh chưa cảm thấy được cái sự đau khổ khi mình bắt gặp người yêu của mình đi với người thứ ba. Nó vẫn còn một cái gì đó nó chưa thực sự mà anh cảm xúc. Mãi sau cho tới qua giang tấu thì tụi em mới lấy được phong độ. Và để mà nói cái tiết mục này thì hoàn toàn thì nó rất là hay, nhưng mà về cảm xúc thì làm cho Đăng Trường có cái gì đó nó lẫn lộn, nó chưa được hòa quyện với nhau giữa cái nhạc trữ tình và nhạc trẻ. Nhưng mà về tinh thần thì diễn rất là tốt. Cảm ơn đội hai đội. Anh Lâm Minh Hưng sao anh? Cái khó của cái người sắp xếp cho cái bản mashup này là giữa hai dòng nhạc không phải chuyện đơn giản đâu. Cái này phải ghi nhận cái công lao rất lớn của người nào biên tập và chọn cái bài này và dàn dựng cái này. Còn công lao còn lại là của tụi em hết. Có bao nhiêu mình chơi bấy nhiêu. Sâu thì cũng rất sâu rồi. Đau khổ nhăn nhó rồi bứt tóc. Anh cũng không biết là Đăng Trường đã từng có cái đi qua cảm xúc là tận mắt mình chứng kiến người yêu của mình đi với người thứ ba hay chưa. Đó. Là... Tất nhiên là phải có rồi thì Trường mới nhìn ra được chứ. Thấy chưa? Thấy tự khai nha. Tôi mới chứng kiến. Đó, cho nên là anh Trường đã biết được cảm xúc đó. Tụi em muốn biết kỹ là phải gặp riêng anh Trường đó, để anh Trường hướng dẫn cho lần nữa, để lần sau mình diễn nó sâu hơn nữa nha. Dẫu sao thì cũng đã có một câu chuyện rất là dễ thương, rất là cảm xúc đã diễn ra tại nơi đây khiến mọi người vỡ òa. Thôi thì chúc mừng các em. Và qua là lời nhận xét của hai cặp huấn luyện viên thì dường như là chị Minh Tuyết có một chút kiềm chế đúng không chị? Bây giờ chị nổi tung ra. Thanh Phương, lúc tập á Phương diễn sâu mà tới nỗi mà chị Tuyết cười muốn lăn ra trên xuống ghế luôn á. Mà hôm nay thì chị thấy được là lúc Phương bước ra cái cảm xúc đó mất đi, mất hẳn lúc mà Phương diễn. Và hôm nay chị có một góp ý là không biết vì tụi em căng thẳng quá hay sao, nhưng mà Phương và Hiển ngày hôm nay cái phong độ hát của tụi em không có giữ vững như lúc tụi em đang tập. Mashup giữa một bài quê hương và một bài nhạc trẻ như vậy nó rất là khó, cho nên mỗi lần chuyển sang một cái bài khác tụi em phải hát thật rõ ràng, thật đúng và thật mạnh về cái nhịp vô. Hôm nay thì thật sự chị cũng hơi thất vọng một chút xíu về tụi em. Đó là những gì chị nhận xét.
Còn chắc là Nu không thất vọng nhiều lắm đúng không ạ? Thì thật sự cái việc mình diễn trên sân khấu và mình hát thì đúng là các bạn đã không có cân bằng được nó, nhưng mà chúng ta cũng phải hiểu một điều rằng là các bạn đang với một cái tinh thần là những thí sinh đang thi trong cuộc thi này. Vì vậy cho nên chúng ta sẽ giảm bớt cái áp lực cho các bạn. Nu đang muốn động viên các bạn hãy cứ vững tin và hãy cứ bình tâm, vì ngày hôm nay dĩ nhiên áp lực sân khấu và áp lực của tất cả mọi hướng khi mà nó đến với các bạn thì nó sẽ làm cho các bạn giảm cái phong độ đi một chút. Nhưng mà không sao, các bạn vẫn đã hoàn thành trọn vẹn cái bài và tất cả mọi người dù gì cũng đã cổ vũ cho các bạn rất là nhiều. Chúc mừng các bạn. Có vỗ tay to cách mấy cũng không làm cho cái nỗi buồn nó vơi đi. Nó như vậy, nó khó như vậy nè tụi em. Mình á, nhiều khi nghệ sĩ mình diễn sâu chút cảm xúc của mình á, thì bị ta nói là sao diễn sâu quá, sao không biết tiết chế. Còn mình giảm hơi xíu lại nói trời diễn không tới, khổ lắm luôn. Đá xéo em đó. Anh còn đá đắt ngay thẳng luôn nó xéo gì. Sự thật là như vậy. Chị nên nói ra những gì, những khuyết điểm của tụi em, để tụi em biết mình sai ở đâu mà sửa. Đúng. Nu cũng có ý kiến là tại vì chị Tuyết á, chị phải tâm huyết như thế nào, chị phải yêu thương các bạn như thế nào, thì đôi khi cái sự thất vọng nó không thể trách được từ đúng. Chị Tuyết. Và chị cảm thấy được rằng là lúc nãy khi mà các bạn vừa hát, các bạn vừa bước ra là chị Tuyết đã nắm chặt tay của Nu rồi. Có nói rằng là có anh, dạ có, nè nắm con dấu luôn thưa anh. Chị Tuyết nhận xét thì đôi khi nó sẽ làm cho các bạn cảm thấy rằng là mình không có tốt như là mọi lần. Nhưng mà người ta thường có câu là ai chê ta mới là thầy ta đó. Thưa quý vị và các bạn, và chúng ta cũng biết rằng là qua mỗi vòng thi, qua mỗi cuộc thi thì họ cần phải nhận những cái chia sẻ kinh nghiệm để họ có thể trưởng thành hơn trên bước đường nghệ thuật sắp tới. Xin được cảm ơn một lần nữa, cảm ơn các huấn luyện viên. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu rất là sôi động của nhạc trẻ, thưa quý vị. Tiếp theo, Lê Chinh, Phú Luân và Triệu Lộc, Thu Trang sẽ đốt cháy sân khấu. Ai sẽ là người chinh phục được các huấn luyện viên? Thực sự thì chúng tôi rất là bất ngờ và rất là vui sướng khi mình chúng ta vào được đội của Nu Phước Thịnh và chị Minh Tuyết. Vì Nu Phước Thịnh và chị Minh Tuyết hiện bây giờ đang là những ca sĩ rất là hot. Chị Minh Tuyết là một ca sĩ dày dặn kinh nghiệm và cũng đã có rất là nhiều năm mà với lối trình diễn song ca, và Nu Phước Thịnh tuy rằng là một ca sĩ trẻ nhưng mà anh cũng đạt được những thành công nhất định. Bản thân bốn người cũng tự biết được là nhịp nhàng của mình thế nào. Đầu tăng vẫn còn vô, vẫn còn bị hụt phát, vô bị giật mình kiểu này. Thật sự là rất là tốt rồi. Nhưng mà đã không hát thì thôi, hát là phải đúng nốt nha. Yeah. Lên chưa có tới nha. Yeah. Và còn có lúc bè chỗ cao phu nữa nha. Hay là hôm nay là giọng yeah. có bị gì rồi, chị là chị Tuyết hiểu đúng không? Nên về nhớ tập cái đó kỹ lại giùm. Dạ. Chị cái đó nha, em đang nhờ bạn Trinh là mang cả mực ong qua để mà ngâm cho em. Vậy hả? Dạ, đừng lo, chị có hũ mực ong mới mua. Mà chị không biết mực ong này là mực ong gì mà nó bán 160 đô hũ là đúng không? Nhưng mà ngâm mực ong đi, ngâm mực ong đi rồi tới ngày ngâm mực ong đi rồi tới ngày lên diễn cái nỗi buồn mặt ông nóng lắm, có chanh. Không sao, dạ. Đội của chị ai cần mật ong chị cung cấp hết. Ok, thực sự là tốt lắm những gì nãy giờ Nu nói với chị nói đó. Dạ. Là khắc phục cái đó nữa là dạ. Sẽ làm khó chị với Nu rất nhiều. Nếu nói về đối thủ của chúng tôi thì thực sự đây là một đối thủ mà có lẽ là không phải là quá lạ gì hết á. Tại vì nếu mà xét riêng về anh Lộc chẳng hạn, anh Lộc đó là một đàn anh của Luân, cùng từng học chung với nhau một trường, cho nên là Luân biết rất là rõ giọng của anh như thế nào. Nói chung rất là hay. Và thật sự là mình cảm thấy khi mình đấu với anh á, mình không có cảm thấy lo sợ gì hết, mình cảm thấy là mình phấn khích vô cùng vì sao? Tự nhiên hai anh em được đấu với nhau. Nếu mà một cặp phải ra về thì Thu Trang cùng Triệu Lộc cũng như là cặp còn lại cũng sẽ không buồn và vui vẻ. Chúc mừng cho cặp đã được huấn luyện viên chọn và hy vọng là cho dù đi tiếp hay không đi tiếp thì cả bốn đứa sẽ đều được thành công trên sự nghiệp. Trong cái quá trình tập luyện của bốn người khi mà đối kháng với nhau thì giống như là bây giờ bốn anh em không phải là đang đối đầu với nhau nữa. Khi bốn ta về một mà là mình muốn khi mà một cái tiết mục của mình lên sân khấu thì cả bốn anh em sẽ cống hiến hết mình về cái phần hát cũng như là phần nhìn để cho tiết mục của mình nó là một tiết mục hoàn hảo.
đời chỉ là một hình bóng khác đang che lấp tí tình anh rồi. Ngày tắt khuất sau hoàng hôn ấy vụt vỡ những yêu thương tháng ngày từng đắm say, người vội vàng quên đi chẳng cần nghĩ gì. Và nếu nỗi thương kia trở lại, anh sẽ vẫn yêu những gì còn lại, mặc dù nhiều lắm nước mắt hàng đêm chất chứa, hạnh phúc đã khẽ buồn trôi. Và dù rằng biết như thế là khờ dại, chẳng biết tại sao anh không ngần ngại giữ em ở lại mặc cho tình mong manh. Sự ấm trái tim mong manh. Because I do love you my baby, don't care about anything you did to me. Sẽ có lòng nước mắt tuôn rơi, dù rằng sau đôi mắt kia là bóng tối. Because I do love you, my baby, don't care about anything you did to me. Nhưng tất cả là trong giấc mơ, vì ngoài kia em đã tìm được hạnh phúc. Và nếu yêu thương kia trở lại, anh sẽ vẫn yêu những gì còn lại, mặc dù nhiều lắm nước mắt hàng đêm chất chứa, hạnh phúc đã khẽ. Và dù rằng biết như thế là khờ dại, chẳng biết tại sao anh không ngần ngại giữ em mà lại mặc cho tình mong manh. Sưởi ấm trái tim mong manh. Because I do love you my baby, don't care about anything you did to me. Sẽ có lòng nước mắt tuôn rơi, dù ra sao đôi mắt kia là bóng tối. Because I do love you baby, don't care about anything you did to me. Nhưng tất cả là trong giấc mơ, vì ngoài kia em đã tìm được hạnh phúc. Nếu những ước mơ kia thành hiện thực, cuộc tình ta sẽ trở lại như lúc đầu. Nụ cười cũng sẽ có lòng đau thương, chẳng còn điều gì là bên ta mãi mãi. Phải nói đây là một tiết mục rất là hòa quyện. Đan Trường nghe, Đan Trường thấy nổi da gà luôn á. Biết nói sao ta? Giống như là một tiết mục đang biểu diễn, chứ không phải là các bạn đang thi. Tất cả thần thái rất là thoải mái. Anh rất là bất ngờ Trinh. Trinh thể hiện giọng nhạc trẻ rất là hay. Và ngay từ lúc mà Trinh trong đội của anh đó, anh đã từng nói là Trinh có những tiếng ngân rất là giống Minh Tuyết. Và mà ngày hôm nay Trinh đã làm cho anh bất ngờ. Và bạn Thu Trang đúng không? Thu Trang. Có một cá tính rất là mạnh mẽ. Em thể hiện rất là da diết và đầy tình cảm, rất nhiều cảm xúc. Anh rất thích phong cách biểu diễn của em. Dạ, cảm ơn. Còn hai bạn thì là bạn Lộc. Đây Luân. Luân đúng không? Luân Lộc. Luân. Bạn Luân thì giọng của em rất là màu sắc. Nhưng chỉ có khi mà lên giọng giả thanh á, cái những phần đầu anh thấy nó hơi mờ, không được rõ.
mãi cho tới cuối cùng em đẩy lên đoạn cuối, nhưng mà anh vẫn còn thấy mờ lắm. Em cố gắng tập cái đó nhiều hơn cho giả thanh nó mạnh hơn, vì đó là cái đặc biệt của em mà. Rồi nói chung là tiết mục này anh cảm thấy rất là hoàn chỉnh, hoàn hảo. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Hương thì Hương nghĩ đây là một bảo vật của đội Minh Tiết và Nguyễn Phước Thịnh. Một cái phần trình diễn rất là xứng đáng để nói rằng là hãnh diện. Các em đã làm mọi thứ nó đạt ở mức độ rất là tuyệt vời. Một cái sự gọi là hoàn hảo về bè phối và tính cách. Khi tụi em đảo vị trí, không còn là dính cặp đôi với nhau nữa mà vẫn hát với nhau rất ngon lành. Cái này nó đòi hỏi là cái sự từng trải, rồi biểu diễn nhiều, rồi hát nhiều, rồi kinh nghiệm đó, nó đòi hỏi nhiều thứ đó. Ở tụi em nhìn thấy rõ ràng giống như là những diva và divo gặp nhau để mà hát trong một cái đêm gala nào đó rất đặc biệt như vậy. Anh nhìn thấy được cái biểu hiện đó, và ngay cả những cái câu như dứt khoát, nhịp dở nó rất là khó, vocal tụi em làm ăn xâm và đẹp lắm, rất là hay. Phải xác nhận là theo anh đoán chắc là bốn tụi em chắc vô trong rồi đó. Theo anh đoán thôi. Nhưng mà còn rất khó để mà nói là ai sẽ dừng lại, ai đi tiếp. Tại vì ai cũng hay quá, quá hay. Anh thật sự là chúc mừng. Anh thề. Không vô hơn có giật không? Giật xong giật, giật ngay. Tôi thì lúc này nó đang rất là muốn binh cho thí sinh của đội mình, giải thích với anh Trường là tại vì cũng để quý vị khán giả biết được là xếp bốn cái micro đó gần nhau thì chắc chắn là một điều vô cùng khó. Với trường hợp của bạn Phú Luân thì em nghĩ chắc là vì phải nhường lại hai cái micro cho hai cô nữ kia cho nên là micro của bạn nhỏ hơn, chứ bình thường hai bạn phiêu những cái nốt đó thì nó chắc nốt nào là nốt đó và nó phiêu sáng hơn. Đúng, nó phiêu sáng, anh nghĩ là giọng nhiều. Trời cho Phú Luân là trời cho, không phải giả thanh luôn mà giọng thiệt luôn đó, giọng thật, giọng cổ đó, nhưng mà được lên rất cao. Dạ. Vậy nếu như vậy thì nếu mà em đi biểu diễn thì em có thể tiết chế được giọng hát của mình. Mình có thể kiểm soát, ví dụ mình nghe giọng mình không được rõ hoặc là không nghe thấy thì mình có thể để micro sát vào. Nha, có đó ăn gian được. Cố gắng. Dạ, dạ. Em thôi. Các bạn đã nghe những cái lời góp ý của các anh chị huấn luyện viên và những cái lời khen đó, tôi mong rằng là các bạn sẽ không ngủ quên trong chiến thắng của mình, vì một tiết mục vẫn chưa làm nên tất cả mọi thứ đâu. Ở lại hay là đi về thì mình vẫn phải giữ cho mình những cái tinh thần, cũng như là mình phải cho mình được thật là nhiều những cái kinh nghiệm. Và Nhu chỉ muốn góp ý như vậy thôi. Chị Tuyết, chị có cảm nhận gì ngày hôm nay? Chị chỉ có nói một câu như thế này. Một câu thôi nha bà. Mấy ngày nay chị ngày nào cũng làm việc với tụi em 8 tiếng đồng hồ, 9 tiếng đồng hồ, 11 giờ khuya chị mới về. Thậm chí chị về tới nhà chị còn phải text tụi em là quần áo tụi em tới đâu rồi, mai như thế nào, như thế nào. Nhưng mà ngày hôm nay sau khi chị xem tụi em hát xong tiết mục này thì chị cảm thấy rằng chị ngủ 2-3 tiếng chị vẫn cảm thấy rất là xứng đáng. Cảm ơn tụi em rất là nhiều đã cho tất cả mọi người ở đây cũng như cho chị và Nhu Phước Thịnh một cái tiết mục thật là hoàn hảo, một tiết mục gọi là professional. Trời ơi, 9 câu rồi đó. Ok, cảm ơn mọi người. Tiếp theo, Đăng Quang, Thành Lộc và Bảo Sơn, Quang Tiến sẽ thử sức mình trong bản thích mới của huấn luyện viên Nhu Phước Thịnh. Lối của ấy ta đã cùng nhau. Phải nói là cho đến bây giờ thì vẫn còn rất là ngỡ ngàng và rất là cảm thấy rất là vui khi mà được anh Nhu Phước Thịnh và chị Minh Tuyết cần chọn. Đối với chúng tôi thì cái kinh nghiệm mà trình diễn trên sân khấu và trình diễn trước khán giả là hầu như là con số 0. Thì sau khi được chị Minh Tuyết và anh Nhu Phước Thịnh tận tình chỉ bảo thì chúng tôi đã cải thiện được về tư duy âm nhạc, phong cách trình diễn, và hiện tại chúng tôi có thể tự tin để trình diễn trong cái phần thi sắp tới. Cái đoạn đầu là cái đoạn rất là quan trọng. Mình mở cái đoạn đầu vô người ta nghe xem. Em giống như em mở cuốn sách ra để em kể một câu chuyện, thì em mở đầu vào làm sao cho người ta nghe em, thì suốt cả các câu chuyện người ta sẽ nghe em. Còn nếu em chỉ cần mất một cái khoảnh khắc đó, như là chỗ người này ta sẽ tới phiên em, người ta sẽ cảm thấy Nó lớn nhỏ, chứ đừng có nhỏ quá không nghe gì hết. Không nghe ấy, last time lần nữa đi. Please. Cái ca khúc lần này thì Quang và Lộc cùng với hai đối thủ của mình lại được chọn một cái ca khúc là rất là hiện tại đang rất là hot, ca khúc Cause I Love You của anh Nhu Phước Thịnh. Nói sao, từ xưa đến giờ Quang và Lộc chưa bao giờ hát nhạc techno dance, nhưng mà lần này thì cố gắng biến thể cho nó thành của tụi mình.
Về anh Quang và anh Lộc, đó quả thật là một đối thủ rất đáng gờm đối với chúng tôi. Vì các anh ấy đã có những kinh nghiệm về trình diễn và biểu diễn trước sân khấu, tiếp xúc nhiều hơn với âm nhạc so với chúng tôi. Lần này thì Quang và Lộc được sắp cặp với lại một cặp phải nói là khá là mạnh. Và Quang với Lộc thì cũng khá rất là lo lắng. Trước đối thủ là Quang và Lộc thì chúng tôi thấy thật sự hai bạn đó rất là có kinh nghiệm. Khi được bắt cặp với Quang và Lộc thì chúng tôi cũng lo nhưng mà cũng rất là vui. Tại vì cả bốn anh em có cái suy nghĩ rất là giống nhau. Và chúng tôi luôn cố gắng hết sức để tạo thành một cái tiết mục hay nhất để dành tặng cho tất cả quý vị khán giả. Giờ còn ai kề bên, còn ai đêm thâu nồng say. Lối cũ ấy ta đã cùng nhau, kề vai bên em trao chiếc hôn đầu. Sao giờ xa xôi quá, hai đứa hai nơi phương trời. Anh hoang mang nơi đây vực sâu, từ khi em xa anh mang nỗi đau muôn màn, nhưng anh biết em đã thôi không còn yêu. Giờ người đang bước bên ai không phải anh, giờ người đang say bên ai không phải anh. Chắc do anh vô tâm hay tình em đã phai phôi nhạt nhòa. Giờ người bên ai anh mong em sẽ vui, người bên ai anh mong em bình yên. Để em thôi bận lòng, anh sẽ ra đi vì em. Xa xôi quá, hai đứa hai nơi phương trời. Anh hoang mang nơi đây vực sâu, từ khi em xa anh mang nỗi đau. Không, không còn bên em mãi. Giờ người đang bước bên ai không phải ai, giờ người đang say bên ai không phải ai. Chẳng do anh vô tâm hay tình em đã love you, love you, 'cause I love you.
Bây giờ thì xin được mời các huấn luyện viên của anh Bo và chị Tư nhận xét trước ạ. Có thể nói đây là một tiết mục rất là hoành tráng, rất là sang trọng. Và mỗi bạn thì đều có một phong cách riêng của mình. Có bạn thì dễ thương, có bạn thì mạnh mẽ, có bạn thì rất là nghệ sĩ. Nhưng mà giọng các bạn thì rất là ổn. Đan Trường luôn đề cao hai bạn đánh đàn piano, vì các bạn vừa đánh đàn và vừa hát nữa thì Đan Trường cho thêm một điểm cộng. Cảm ơn đội huấn luyện viên của anh Bo và chị Tư. Còn anh Đàm Minh Hưng và anh Dương Trường Vũ nhận xét như thế nào ạ? Ở những phần vừa rồi đó thì chỉ có một chút xíu nhỏ thôi. Em là người hát đầu tiên mà vào mà không có beat, không có trống, về một mình em cũng rất là khó khăn. Nhưng mà chỉ chừng hai câu thôi em đã dẫn mọi người tới bến bờ an toàn. Cả hình ảnh tụi em sắp xếp cũng rất là đẹp. Nói chung là phải dùng một cái lời chúc mừng cho đội của Nô Phước Thịnh và Minh Tuyết. Dạ, chị Minh Tuyết, bây giờ cảm nhận của chị như thế nào? Hôm nay chị cũng như Nưu rất là vui. Vui vì những gì chị và Nưu đã chỉ dạy, truyền đạt cho tụi em. Tụi em đã làm đúng như những gì anh chị mong muốn. Và chị khá khen Bảo Sơn Quang Tiến, tại tụi em có một sự tiến bộ, chị thấy rõ. Đăng Quang và Thành Lộc thì hai em vẫn giữ vững phong độ. Chị cảm ơn hai đội của tụi em. Tiết mục hồi nãy là thành một cái tiết mục gọi là không có phải chân chia là hai đội nữa rồi, mà là một tiết mục của một đội hoàn hảo. Chúc mừng. Nu và chị Tuyết luôn luôn định hướng cho các bạn trong một cái tinh thần, đó là các bạn phải cống hiến những cái tiết mục biểu diễn, chứ không phải đây là một cuộc thi. Và các bạn phải biết nâng đỡ nhau trong cái giọng hát, và làm sao làm khó khán giả và làm khó những huấn luyện viên khác. Đó mới là việc các bạn thành công. Và rõ ràng từ lúc nãy các bạn diễn với nhau như những người anh em trong cùng một nhà vậy đó. Các bạn hát, cái thần thái và cái chất của các bạn nó toát ra, và nó làm thật sự nó làm cho Nu rất là mãn nguyện. Nu thật sự thật tâm chúc mừng các bạn vì đã làm tốt phần biểu diễn ngày hôm nay. Một lần nữa xin được chúc mừng Đăng Quang và Thành Lộc cũng như là Quang Tiến và Bảo Sơn. Và thưa quý vị, cặp tiếp theo của Nu Phước Thịnh và Minh Tuyết sẽ có màu sắc như thế nào? Chúng ta hãy cùng theo dõi. Tiếp theo, cặp chị em song sinh Bảo Anh Bảo Trân và Lê Duy Văn Khánh khiến sân khấu nổ tung bởi ca khúc và vũ đạo sôi động. Khi mà được làm việc chung với anh Phước Thịnh cũng như là chị Minh Tuyết á, thì cái điều đầu tiên mà Lê Duy và Văn Khánh cảm thấy đó là hai anh chị rất là gần gũi với thí sinh. Và khi mà hai anh chị gần gũi như vậy sẽ tạo cho mình một cái cảm giác là mình sẽ mở mình ra, mình sẽ chia sẻ những cái ưu điểm, những khuyết điểm của mình. Thì từ đó chị Minh Tuyết cũng như anh Phước Thịnh sẽ chọn cho Lê Duy và Văn Khánh được cái tiết mục mà nó thích hợp với chúng tôi nhất. Cái động lực lớn nhất để hai chị em cùng tham gia đó là sự yêu thích dành cho huấn luyện viên Cẩm Ly và Minh Tuyết. Nhưng mà tại sao hai chị em lại chọn vào đội của huấn luyện viên Minh Tuyết, thì có lẽ lý do lớn nhất đó là cái phong cách của chị Minh Tuyết rất là phù hợp với cả hai chị em. Bước ra, khoan hãy đi lên liền, bước ra đứng như thế này. Ở vòng thi đối đầu này thì Bảo Trân và anh có được ghép cặp với lại hai anh chàng rất là dễ thương, đó là Duy và Khánh. Thì nhận xét của Bảo Trân và anh về hai người bạn mới thì rất là hòa đồng và dễ thương. Và khi mà tập trung thì không có cảm giác là đang là một tiết mục giữa hai phe, mà là một tiết mục của bốn người. Khi mà được huấn luyện viên chọn Lê Duy Văn Khánh thi đấu chung với hai cô bé rất là xinh xắn, đó là Bảo Anh Bảo Trâm, thì cái có thể nói là tạm nó là cái áp lực là bởi vì hai cô bé này nó quá xinh, cho nên đây cũng là một cái lợi thế của hai cô gái này. Nhưng mà Lê Duy Văn Khánh lấy đó cũng là một cái động lực, khi mà được có cái bạn diễn rất là xinh như vậy thì mình sẽ thoải mái hơn với cách diễn cũng như là mình kết hợp sang ý hơn. Hai chị em hy vọng là sự kết hợp với hai anh chàng Lê Duy và Văn Khánh sắp tới sẽ mang lại cho tất cả quý vị khán giả một cái không khí mới mẻ và một tiết mục đặc sắc nhất. Thank you.
rút mưa, ngã ngư trôi theo cơn gió nào. Ngoài trời lão sao lòng tôi nao nao, dường như đang buông xuôi giấc mơ, buông xuôi mặc ánh mắt đang rớt rơi hòa trong tiếng mưa, mưa không ngừng buông xuôi và thấy bao ngày cố gắng mệt nhoài, tâm tư anh sao không nghĩ ngại, buông tay như sao anh muốn biết where you go, where you go, buông tay như con tim vẫn muốn nói where you go. Chào anh tình ngóng nồng, suốt tâm trong em ba xa vắng một việc quá khứ. Chẳng còn từng đêm cô đơn gối tràn, kể vai say giấc mơ dài, cùng nhau vượt qua bão giông, chọn đời sẽ mãi bên nhau. Làm hào hứng, mấy em đã làm cho cái không khí nó nổ tung lên trong này, cho nên chúc mừng mấy em về cái phần đó. Còn về cái phần ca hát thì có lẽ là tại vì mấy em còn phải nghĩ về cái vũ đạo nhiều quá, cho nên nó làm mất đi những cái nốt nó chưa tới hoặc là nó bị cao quá. Và nhất là về phần bè thì anh cảm thấy nó hơi có một chút sự rối loạn ở trong đó. Còn về trang phục thì Vũ cảm thấy là mấy em, hai em rất là xinh, rất là dễ thương, trẻ trung và đúng cái style mà ngầu ngầu của anh Nưu Phước Thịnh. Nưu Phước Thịnh là một trong những ca sĩ mà đẹp trai nhất Việt Nam ngay lúc nãy. Hồi nãy giờ thấy la không có to, mà Vũ nói cái câu đẹp trai nhất là tự la to dễ sợ. Anh chưa nói xong mà. Thấy chưa? Và anh Vũ là đẹp trai hơn nữa, đặc biệt. Nói giỡn thôi, nhưng mà chúc mừng mấy em đã làm một cái tiết mục rất là sôi động. Anh thì anh thấy ngay cái phần đầu tiên đó là mình hơi bị loạn trạng về cái tiết tấu, cái nhịp trong người mình. Đó, hai cô gái có những chỗ rất là dễ thương, có những chỗ lo nhảy sung quá quên mất cái độ kéo dài để cho cô hát chính, có lòi đó, mình có còn cô bè đã mất tiêu đâu rồi, em dừng lại sớm quá. Phải nhớ đây là cuộc thi tuyệt đỉnh song ca. Bạn có làm một tiết mục hay cách mấy thì chúng tôi sẽ tìm ra hai người thôi, chứ không phải tìm lấy bốn người vào đâu. Nên phải
đừng có nghĩ là mình trong một đội là mình sẽ nhường bộ tụi nó, kệ nó, mình phải hát thiệt hay chứ đã, phải chiến thắng tụi nó bằng mọi cách. Rồi tôi bắt đầu ngồi đây mà tôi thấy sợ rồi đó nha. Trời ơi, chưa gì mà nổi tiếng ác, khi mà đấu nội bộ này vậy? Tùy, không thích nghe lời ngọt ngào thì xin mời, bên kia kìa, ngọt ngào. Không có Thảo Mai, không có Thảo Mai bên kia mà nói toàn là nhận xét chung chung không à. Bảo Anh với Bảo Trân, phải không? Chị hơi bất ngờ một tí xíu, tại vì cái vòng lộ diện á, là hai em, hai thiếu nữ rất là nhẹ nhàng, đó, hát cái bài nhẹ nhàng, nhưng khi vào đây là thay đổi hoàn toàn. Tức là về trang phục, về cái tính cách rất là dễ thương. Mà tụi em thì thấy làm chủ sân khấu rất là nhiều. Khi tụi em nhảy rất thoải mái. Tức là tụi em đã quen nhảy rồi chứ không phải tập một sớm một chiều như thế này. Nói chung là một tiết mục sôi động, làm phấn khích tất cả quý vị khán giả ở đây. Xin chúc mừng tiết mục của mấy em. Xin cảm ơn anh chị. Những gì chị Ly nói tụi em ghi nhớ. Anh Hưng nói tụi em ghi nhớ. Đó là những lời vàng ngọc. Nhá. Ủa, đó là kinh mà. Nghiệm của anh Vũ nói nữa nói mà. Và cả anh Vũ nữa. Đó, nha. Còn cái câu anh Vũ khen anh thì để anh ghi nhớ thôi. Love you babe. Cũng thường thôi. Vừa hát vừa nhảy đó không phải là một điều dễ. Đúng. Khi em nhảy thì đương nhiên mình dùng cái lực. Lực nhiều lắm. Nên cái cột hơi mình nó rất là khó giữ vững. Tụi em muốn đi sâu, đi xa hơn vào trong nghề này, nhớ lời dặn của các anh chị là học thêm về cái vocal. Được một cái chị rất khen tụi em là như vậy. Tụi em đã làm cho một cái sân khấu nó bùng cháy lên như vậy là tụi em đã làm tròn một cái bài hát. Riêng về Bảo Anh, Bảo Trân, tụi em có một cái lợi thế là hai chị em sinh đôi, rất là xinh đẹp, rất là xinh xắn. Đó là một cái lợi thế mà ngày xưa chị với chị Ly không phải là sinh đôi mà phải ráng làm cho giống sinh đôi. Giống thiệt tiếp đó. Giống. Không? Lúc đó giống thì lúc đó giống mà bây giờ hết rồi cưng. Hết giống. Có nghĩa là tụi em có cái lợi thế đó. Cái đó sau này khi em trở thành một người ca sĩ chuyên nghiệp là một cái lợi thế rất lớn cho hai đứa em ha. Cộng thêm tụi em có vũ đạo cho nên nhớ về trau dồi thêm cái vocal. Khánh, chị nói em nghe, hát câu đầu vô một người giống như nãy anh Hưng nói rất quan trọng. Và chị đã chỉ em rất là nhiều lần. Câu đầu vô lúc nào cũng phải rõ ràng, rành mạch. Em lại không có được hoàn hảo trong cái câu đầu tiên của em. Nghe không có rõ. Còn Duy, chị rất thích cái điên của em. Cái điên của em á, cái điên khùng của em á. Cộng thêm tuổi nghề của em sau này mà em control á, thì em cũng sẽ kiếm tiền được như anh Đàm Vĩnh Hưng. Hiểu không? Đó, nói chung là chị rất thích cái tiết mục này của tụi em, làm cho tất cả mọi người đều phấn khởi lên hết. Chị cảm ơn các anh rất nhiều. Thư ký. Em cảm ơn anh chị. Thôi, được rồi, Nhu, chị Tuyết và các anh chị huấn luyện viên khác đã dành tặng cho các bạn những cái kinh nghiệm quý báu nhất. Và hãy nhớ tâm thế của mình khi nhận những lời nhận xét như vậy, hãy cười lên. Chứ đừng có ù sụ mặt xuống. Em. Ừ, coi như là và vui quá trời vui luôn rồi. Rồi mời tụi em vào. Rồi. Mời tụi em vào. Ok. Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca. Thưa quý vị, và rõ ràng như đã hứa từ đầu chương trình thì đêm thi đối kháng ngày hôm nay đã diễn ra vô cùng kịch tính, khốc liệt. Thưa quý vị, và lát nữa đây thì chúng ta sẽ cùng đến với phần công bố kết quả. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với các cặp song ca của đội Minh Tuyết, Nhu Phước Thịnh. Xin được mời Đức Quang, Trần Hằng, Mạnh Tài, Thanh Tâm, Phú Luân, Lê Chinh, Triệu Lộc, Thu Trang, Thái Hiển, Thanh Phương, Lê Cường, Mỹ Ngân, Bảo Anh, Bảo Trân, Lê Duy, Văn Khánh, Bảo Sơn, Quang Tiến, Đăng Quang, Thành Lộc. Thưa quý vị, và trong vòng thi đối kháng ngày hôm nay thì các cặp song ca của chúng ta đã thể hiện hết mình ra sân khấu. Họ đã mang đến những màn thi rất đỉnh cao. Và bây giờ thì xin được mời cặp Đức Quang, Trần Hằng, cặp Mạnh Tài, Thanh Tâm. Đây là cái giây phút mà khó khăn nhất của một người huấn luyện viên. Là bởi vì trong mấy ngày nay, chị em mình đã cùng nhau chia sẻ ngọt bùi, tập dợt với nhau, rồi thức khuya,
Chị biết tụi em rất là cố gắng rất là nhiều, nhưng mà cuộc thi nào nó cũng có người đậu và kẻ thua phải đi về. Nhưng mà không phải như vậy là kết thúc tất cả. Chị mong các em hiểu được cái điều này, hiểu được cái nỗi lòng của huấn luyện viên. Chị sợ tụi em khóc, chị khóc trước tụi em rồi. Rất là xin lỗi em. Và bây giờ thì xin mời Nu đang tranh đấu với chị Tuyết. Nu muốn thuyết phục chị Tuyết. Và bây giờ thì không biết chị, là chị đâu có nói là chị bấm cho đi luôn đâu, mà em thuyết phục chị. Tại vì em thấy chị dơ. Chị đang bấm cái nút vàng. Và bây giờ sẽ là cặp Mạnh Tài, Thanh Tâm. Đối với Mạnh Tài, Nu thấy được một cái non nớt ở đây. Nu thấy được một sự không tập trung ở đây. Và Nu đã nhắc, nhưng thật sự bạn phải nhận thấy điều đó ở bạn. Và các bạn cứ loay hoay mãi bài vở như thế nào, nhịp nhàng như thế nào, chia câu như thế nào, ai bè như thế nào, trong khi các bạn khác, các bạn đã quyết định ra phần bè như thế nào, và trong khi những đội khác mọi người đã tập luyện xong hết rồi. Vì vậy cho nên rằng Nu cũng đang phải đấu tranh rất là nhiều để mà có quyết định cho các bạn thêm một cơ hội nữa hay không. Thật sự là Thanh Tâm, em đã cứu Mạnh Tài rất nhiều. Mạnh Tài em chưa có đủ bản lĩnh, em nhịp nhàng nhiều thứ lắm, nhưng mà em có một chiếc giọng rất là tốt. Nhưng mà nhờ bạn diễn của em, đó là Thanh Tâm, nên Thanh Tâm cứu em rất nhiều. Cho nên chị Tuyết và Nu Phước Thịnh đã quyết định Phú Lương, Lê Chinh, Triệu Lộc, Thu Trang. Phú Lương, Lê Chinh, hồi nãy sau khi tụi em hát xong, chị Tuyết đã dành, cũng như Nu đã dành rất là nhiều lời khen cho hai tụi em. Hai tụi em đã làm đúng như những gì anh chị mong muốn, và làm đúng như những gì hoàn thiện nhất, và có một hành trang mạnh nhất để bước tiếp cái cuộc đấu sắp tới. Chị rất hài lòng về phần thi của hai tụi em. Thì đúng đó. Không ạ? À? Và quyết định dành cho Phú Lương, Lê Chinh là như thế nào ạ? Học Thu Trang liệu có được may mắn như là Phú Lương và Lê Chinh hay không? Xin được mời chị Minh Tuyết và Nữ Phúc Thịnh. Đã là một cái sự so sánh rồi. Như Nữ đã nói, đó là nếu bây giờ đã chọn một cặp rồi thì còn một cặp còn lại thì dĩ nhiên là không bỏ ra cho lại Thái Hiển, Thanh Phương, Lê Cường, Mỹ Ngân. Và nhận xét đầu tiên cho cặp Thái Hiển, Thanh Phương, xin mời chị Minh Tuyết. Thái Hiển, Thanh Phương, hồi nãy khi tụi em hát xong, chị có nhận xét ngày hôm nay chị không mấy gì vui với cái sự trình diễn của tụi em trên sân khấu. Chị thấy được ở trong vòng lộ diện, hai em có một cái chất giọng rất là ngọt ngào, rất là ngọt ngào trong dòng nhạc bolero. Nếu anh chị cho hai em một cơ hội, liệu hai em có làm anh chị thất vọng nữa hay không? Chị muốn nghe một câu trả lời. Dạ, tụi em sẽ cố gắng. Dạ, tụi em nghĩ là tụi em sẽ cố gắng hết mình ở cơ hội nếu như anh chị dành cho tụi em ạ. Rất tha thiết ạ, rất tha thiết. Và bây giờ là quyết định của hai huấn luyện viên Minh Tuyết và Nu Phước Thịnh. Hai huấn luyện viên của chúng ta đang nắm tay nhau để bấm nút đỏ, vàng hay xanh. Xin mời. Nút vàng, cơ hội cuối cùng. Lê Cường, Mỹ Ngân. Ngay từ đầu chị gặp em khóc rất là nhiều. Em khóc với chị, em khóc với bạn diễn. Chị cũng biết Cường chật vật với Mỹ Ngân lắm, bởi vì Cường phải cứ lúc nào cũng phải an ủi Mỹ Ngân. Nói chung là một trang giấy trắng hoàn toàn, không có một chút kinh nghiệm, không có một tí gì hết. Và Ngân khóc rất là nhiều vì Ngân sợ, Ngân không biết là mình có làm được những gì mà chị Nu và chị nào? Chị Tuyết và anh Nu. Giờ xúc động quá. Dạ. Chị xin lỗi em. Chị bối rối quá, chị không biết chị nói gì luôn. Chúng ta cười mỉm thôi. Và quyết định cuối cùng đó là anh chị tạm chia tay hai tụi em nhé.
Bảo Trân, Lê Duy, Văn Khánh. Có một cái lợi thế đó là hai em là hai chị em sinh đôi, vì vậy cho nên cái việc hiểu nhau, cái việc ăn rơ trên sân khấu rất là cao. Nhưng trong cái quá trình tập luyện, đôi khi người huấn luyện viên như anh chị nhìn ra được những cái điểm khuất mà cả hai người cũng thậm chí không hiểu được. Tôi rất là thích những sự cố gắng, cái lắng nghe của hai em mà em thể hiện nó trên sân khấu, thấy rất là rõ. Nhưng mà bất cứ điều gì mình cũng phải đánh giá được bản thân mình trước đã. Mình mạnh ở điểm nào và mình yếu ở điểm nào. Giọng hát của hai em vẫn còn rất là non nớt, rất là yếu. Vì vậy cho nên Nu sẽ đưa ra quyết định của mình. Xin được mời huấn luyện viên Nu Phước Thịnh sẽ chọn nút bấm. Nu sẽ quyết định mà có thể thay đổi được. Vì tư duy của hai em đã định hướng như thế, hai em muốn như vậy. Để mà bước tiếp vào trong, để mà đối đầu với những thí sinh khác, liệu các bạn sẽ có thay đổi mình không? Hay là vẫn cứ khư khư giữ những cái quan điểm của mình và vẫn muốn mình sẽ như thế? Đây xem như là một hành trang nhỏ thôi, tôi tặng cho các bạn, để các bạn biết được rằng mình to lớn đến mức độ nào, mình có thể làm nhiều điều tốt hơn như vậy đến mức độ nào. Đừng bao giờ ngần ngại, đừng bao giờ từ chối bất cứ cơ hội nào đến với cuộc đời của mình. Các bạn đồng ý với Nu không? Và quyết định của Nu là... Đó là... Nu sẽ phải chia tay với hai bạn. Bảo Sơn, Quang Tiến, Đăng Quang, Thành Lộc. Đối với Bảo Sơn, Quang Tiến, Nu có cảm tình với hai bạn. Nu thấy hai bạn có sự lắng nghe, cố gắng, học hỏi và... các bạn có cái chất, nhưng sự rụt rè đã lấp mất cái chất đó rồi. Các bạn có những cái khả năng, nhưng mà các bạn không biết cách để phơi bày nó ra, để phát huy nó lên. Đăng Quang, Thành Lộc, hai em rất có tài, vừa biết đàn, vừa biết sáng tác, hát tiếng Anh rất khá, có chủ động sân khấu. Bây giờ chị sẽ đưa ra quyết định và Nu sẽ đưa ra quyết định cùng chị. Đó là Đăng Quang và Thành Lộc sẽ là nút màu.